Quý xem, chàng trai này muốn đem vợ mình đi gán nợ. Người vợ chết lặng trong lòng, cô ấy không ngờ chồng mình lại bắt cô đi gán nợ. Ngay lúc chủ nợ chuẩn bị ABCC với người vợ, chàng trai đột nhiên xông vào, đập chai bia lên đầu chủ nợ. Tiểu Thuần. Cao Khoa, sao anh lại đến đây? Anh lại đến đây làm gì? Họ Cao kia. Họ Cao kia. Mày không muốn dùng vợ gán nợ nữa đúng không? Có tin tao giết chết mày không? Hóa ra kiếp trước Cao Khoa đã trở thành tỷ phú, nhưng vì sai lầm mình gây ra thời còn trẻ mà khiến vợ mình trở nên điên điên dại dại. Chàng trai hối hận muốn đưa vợ đi hưởng phúc, nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ đập cho một viên gạch vào sau gáy. Cao Khoa ngã xuống đất, thoi thóp hơi tàn. Có lẽ là do ông trời thương xót nên đã cho anh cơ hội sống lại một kiếp. Sống lại một kiếp, Cao Khoa thề rằng kiếp này phải thật trân trọng Tiểu Thuần. Anh cầm dao nói với chủ nợ, trong vòng một tuần sẽ trả hết nợ. Mà lúc này Tiểu Thuần vợ anh không tin anh nữa. Trước đó Cao Khoa là một kẻ nghiện cờ bạc, thua hết toàn bộ tiền của trong nhà, còn nợ nần chồng chất, đã thế còn ép vợ trả nợ thay mình. Lúc này Cao Khoa hứa với Tiểu Thuần bản thân sẽ sửa đổi để cô được sống tốt hơn. Cao Khoa nhờ vào ký ức của kiếp trước, muốn dựa vào cổ phiếu, hàng hóa và thế vận hội để kiếm được thùng vàng. Nhưng năm 97 không có thế vận hội. Lúc này anh nghe hàng xóm đi ngang nói chú ba của anh bị anh chọc tức chết. Mà lúc này Cao Khoa đột nhiên nhớ ra kiếp trước nhà chú ba có một đồng tiền 12 con giáp bán được 300.000, mà kiếp trước lại bị đứa em không nên thân bán cho phế liệu với giá 2 đồng. Nghĩ đến đây, Cao Khoa vội vàng đến nhà chú ba, nói với con trai chú ba là mình muốn tổ chức tang lễ cho ông, đồng thời đưa cho cậu ấy mấy chục đồng tang lễ để anh làm. Cao Khoa, anh nghĩa khí đấy, đi nhé. Cao Khoa vội vàng cầm tiền đồng đến tiệm đồ cổ. Anh rể, anh chạy đến đây làm gì? Bỏ đi, đưa cho tôi chút tiền. Cút. Này. Cao Khoa, anh có ý gì? Ông chủ, ông chủ. Đến ngay, đến tôi ngay. Có một món đồ, ông xem nó đáng bao nhiêu tiền. Ông chủ, ông đừng để tên khốn này lừa gạt đấy, anh ta là con nghiện bạc, anh ta thì có cái gì đáng tiền đâu. Ông chủ tiệm đồ cổ lại nói, đồng tiền này không đáng một đồng, ném trả lại cho Cao Khoa. Không đáng một đồng, làm sao có thể không đáng một đồng? Ha ha ha, không đáng một đồng, Cao Khoa. Không đáng một đồng. Đừng nói anh đi nhặt phế liệu, mà coi nó như vật báu đấy nhé. Tuyệt đối không thể. Ông chủ, ông xem lại. Chắc chắn cái này đáng 300.000. Cao Khoa, hàng nhái cao cấp, cùng lắm chỉ mới 20-30. Anh đúng là con lừa ngu xuẩn. Ha ha, tôi nói nó không đáng tiền, thì nó không đáng tiền. Cao Khoa nhìn đồng tiền với vẻ mặt đầy nghi ngờ. Nghĩ đến em trai mình kiếp trước cầm đồng tiền này đi bán 300.000, anh nghi ngờ là mình nhớ nhầm. Đúng lúc này, một đại mỹ nữ khí chất cao quý bước vào tiệm đồ cổ. Ai nói nó không đáng một đồng? Là cô ấy, Bạch Thu Vi, nổi danh với biệt hiệu quả phụ đen, là chị đại có tài sản hàng chục tỷ. Chào cậu, cái này đáng giá 1 triệu. Bạch Thu Vi cầm lấy đồng tiền quan sát thật kỹ. Cô nói với Cao Khoa là muốn mua nó với giá 1 triệu. Mà lúc này cậu em vợ bên cạnh lại chê cười Bạch Thu Vi không biết nhìn. Vệ sĩ của cô ấy lập tức xông lên tắt vỡ. Alo cậu em vợ. Ây da, vô dụng quá, mất mặt thật. Thiếu phu nhân. Không, cô Bạch, đây chỉ là hàng nhái. Lẽ nào nó là thứ mà chúng ta vẫn tìm kiếm tìm sao? Cậu này, tôi muốn mua bảo bối này với giá 1 triệu, nhưng tiền để là cậu phải đưa tôi đi tìm chủ nhân thật sự của nó. Cô Bạch ở bên kia. Hiểu chung. Cô Bạch, hiểu chung là người cô muốn tìm sao? Bé con, cái này là của cháu sao? Không phải của cháu. Nó là của ông nội. Ông nội nói, lúc nhặt được cháu, nó đã ở trên người cháu. Thật sao? Đúng là rất giống. Bé con, thật ra cháu họ Bạch, tên là Bạch Gia Thành. Cháu có biết không? Cái gì? Bạch Gia Thành. Một tỷ phú của 20 năm sau. Cô Bạch, nó là, không sai, bố nó, chính là người anh bị bắt cóc của tôi. Tính ra thì, nó là cháu tôi, cháu ruột của tôi. Bé con, cô có máy game bá chủ, là mẫu thịnh hành nhất, chơi vui nhất năm nay. Cháu theo cô về nhà, cô tặng cháu được không? Thật ạ, tốt quá. Đúng vậy, có thể bán máy game. Như vậy, mình sẽ chiếm được cơ hội làm giàu chứ. Cậu Cao, cậu nói gì thế? À, không có gì. Nào, Hiểu Chung, sau này cứ đi theo cô Bạch. Cô Bạch, chúc mừng cô tìm được người thân. Lần này may mà có cậu. Cậu Cao, đây là thù lao thuộc về cậu.
Vậy tôi xin cảm ơn cô Bạch. Lần này, thật sự rất biết ơn cậu. Sau này gặp khó khăn hay rắc rối gì, cứ liên lạc với tôi. Gia Thành, nào, đi với cô. Cao Khoa, cậu còn tâm trạng chơi, vợ cậu bị bắt đi rồi. Cái gì? Thả tôi ra, cầu xin các người, tha cho tôi đi. Thả ra à, mơ đi, nào, cậy tay cô ta ra cho đừng tôi. Mà. Ha ha ha, đừng mà, các người muốn làm gì? Muốn đánh nhau à? Đây, chỗ này máu đánh đi. Chồng cô ta nợ tiền của tôi, hắn hứa cho tôi ngủ với cô ta. Muốn chối bỏ sao, anh ấy là anh ấy, tôi là tôi. Chúng tôi sắp ly hôn rồi. Dĩ, ly hôn ư? Hôm nay, một là trả tình, hai là trả tình. Dừng tay. Cút đi. Tiểu Thuần, em không sao chứ? Cao Khoa, tôi không cần anh giả mèo khóc chuột. Tôi không cần anh thương hại tôi. Tôi cầu xin anh tha cho tôi. Tôi cầu xin anh. Tôi cầu xin anh đấy, Cao Khoa. Năm xưa mình đúng là xúc sinh. Mao Long, mày bắt người giữa ban ngày ban mặt. Không sợ tao gọi cho phòng tuần bổ sao? Gọi điện. Có bản lĩnh thì gọi đi. Mày nợ tiền không trả, nói sẽ mang vợ ra gán nợ. Loại thối nát như mày, dù mày kiện đến phòng tuần bổ thì họ có để ý đến mày không? Được, tiền đúng không? Tao trả. Này, bà con, về nhà xem thử, có bị cái gì không? Không chừng bị hắn trộm rồi đấy. Tao không lừa đảo không trộm cắp. Muốn bao nhiêu tiền, hôm nay tao cũng trả cho mày. Mày đừng nói với tao, trong vali này toàn là tiền đấy. Nếu trong đó có tiền, tôi sẽ sủa tiếng chó, dạo một vòng cái thôn này. Được. Vậy thì mày sủa đi. Nhiều tiền quá. Trời ạ, cả đời tôi chưa từng thấy nhiều tiền như thế. Chỗ này cũng phải vài triệu đấy. Ở đâu ra thế? Các người xem, mặt Mao Long xanh như tàu lá chuối rồi, sắp biến thành chó đi vòng thôn rồi. Cao Khoa, anh lấy đâu ra nhiều tiền thế? Tiểu Thuần, em yên tâm, số tiền này đều là tiền sạch. Anh hứa với em, sau này sẽ để cho em sống sung túc. Anh nhất định sẽ tìm lại con gái chúng ta. Được rồi, còn ngây ra làm gì? Không mau nhặt tiền lên, sủa tiếng chó rồi cút khỏi đây đi. Mày chờ đó cho tao. Đi, phải đi bằng bốn chân chứ, cô. Tiểu Thuần, em cười rồi. Em cười lên đẹp thật. Không mau nhặt tiền lên đi, chúng ta về nhà. Ừ. 1 triệu đấy. Cao Khoa lấy 1 triệu đó ở đâu ra? Không lẽ nó đi ăn trộm sao? Trộm ư? Nếu trộm, anh ta dám như thế sao? Tôi thấy, chắc chắn là tổ tiên Cao Khoa hiển linh, cho anh ta đào được ở đâu đấy. Này, đào đồng tiền đó là do Cao Khoa đào được sao? Này, anh Trương. Ôi, chẳng phải anh Trương đây sao? Xe của anh sang thật. Tiểu Long, sao cậu lại ở đây? Anh Trương, tôi. Tinh Tinh, sao em lại ở trong xe anh Trương? Các người quen nhau à? Anh Trương, người ta vẫn luôn là bé yêu của anh, sao có thể quen biết người đàn ông khác được? Tinh Tinh, em quên rồi sao? Là anh đây, Thiện Đại Long đây. Vòng tay của mẹ tuần trước anh mới mua cho em. Ây da, người ta là top 100 của cuộc thi Hoa hậu toàn quốc đấy. Sao có thể quen loại trai quê cày ruộng hôi bùn như anh? Anh Trương, anh đừng hiểu lầm. Người ta không quen con run đất này. Trong lòng em, chỉ có một con rồng là anh, Nhạc Tinh Tinh. Cô đúng là kẻ không biết xấu hổ. Trước đó cô nói cô yêu tôi, tất cả là giả đúng không? Đều là giả à? Tiểu Long, đây là bạn gái tôi. Cậu muốn làm gì? Anh Trương, tôi nhận nhầm người. Nhận nhầm người thì cút mau cho tôi, đừng cản đường tôi làm giàu. Đi đây. Tinh Tinh, sao cô lại phản bội tôi? Chờ tôi có tiền, tôi nhất định sẽ khiến cô quay về bên tôi. Tiền? Đúng rồi. Chờ đã. Anh Trương, tôi có cách kiếm tiền. Thằng anh rể nghiện cờ bạc của tôi vừa kiếm được 1 triệu. Cậu nói thằng Cao Khoa nghiện cờ bạc đào được 1 đồng tiền cổ trong mộ tổ tiên, bán được 1 triệu sao? Đúng. Anh Trương, không tin thì anh hỏi cô ấy. Ừ. 1 triệu có thể mua được 30 căn nhà 100 mét vuông đấy.
Cao Khoa, tôi không sống yên, anh cũng đừng hòng yên thân. Còn ngây ra làm gì? Anh Trương, ý của anh là đào mộ lên. Được. Ngồi đằng trước. Alo, gọi máy xúc đến cho tao. Liền ngay và lập tức, anh Trương, tao muốn đào mộ. Cao Khoa, dùng mấy thứ này, thật sự có thể kiếm tiền. Sau đó tìm Manh Manh về sau. Yên tâm đi Tiểu Thuần, anh sửa đổi rồi, tin anh một lần nhé. Có chúng thì mình có thể viết cốt, giải mã trò chơi thịnh hành của nước ngoài, kiếm được hàng chục triệu. Cao Khoa, hả, anh đang nghĩ gì thế? Anh đang nghĩ đến khi nào anh mới trở thành tỷ phú của thế giới. Ai, được rồi Thiện Thuần, không đùa với em nữa, yên tâm đi, sau này anh sẽ làm ăn đàng hoàng. Em không có, em không mong anh giàu đến mức nào, em chỉ muốn tìm lại con của chúng ta. Cao Khoa, không ổn rồi, không ổn rồi, mau về xem thử đi, mộ tổ nhà cậu bị đào lên kìa. Hả, mộ tổ nhà tôi bị đào lên sao? Mộ tổ nhà tôi ở đâu nhỉ? Em biết, đi theo em. Tới. Chỗ này, tới nữa cho tôi. Cậu ra sau mà đứng, ai không biết còn tưởng cậu mới là lão đại. Dạ. Anh Trương, đừng lãng phí thời gian, mau bắt đầu đi. Đúng vậy đại ca, đào thôi nào. Không chừng trong mộ tổ nhà tên đó còn có báu vật quý hơn. Ha ha ha, đào đi. Dừng tay lại cho tôi. Chào mừng quý khách đến với không gian nghệ thuật tinh tế và đẳng cấp, nơi mà những bức tranh không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật, mà còn là một hành trình khám phá vẻ đẹp và sự sáng tạo. Thưa quý anh chị, Tết Nguyên đán đang gần kề. Đây là thời điểm lý tưởng để làm mới không gian sống và tạo điểm nhấn tinh tế cho ngôi nhà của bạn. Hãy đón chào năm mới với sự ấm áp và may mắn thông qua những siêu phẩm của chúng tôi. Hôm nay tôi giới thiệu đến quý khách bộ sưu tập tranh nghệ thuật độc đáo, được tạo ra với sự đam mê và tâm huyết của những nghệ nhân tài năng. Mỗi bức tranh không chỉ là một cái nhìn tuyệt vời về nghệ thuật nói chung, mà còn đem đến giá trị về mặt tâm linh nói riêng. Chúng tôi tự hào là đơn vị uy tín hàng đầu với phương châm, nhà hỏng, tranh vẫn chưa hỏng. Anh chị lên đơn nhanh để có tranh chơi trước Tết. Tranh gỗ cao cấp, tranh gỗ nhân tạo được bảo hành trọn đời, giao hàng và lắp đặt miễn phí toàn quốc. Mọi thông tin về tư vấn và báo giá liên hệ em Sơn 088 997 3336. Ô, Cao Khoa, quyến rũ chị tôi đã đành, còn dám tới đây à? Biết ai đây không? Ông chủ Trương. Cậu ta là Cao Khoa à? Ha ha ha, Cao Khoa, to gan quá nhỉ. Còn dám tới một mình à? Bọn tao có bốn người đấy. Xông lên. Cao Khoa, bọn họ đông quá, anh cẩn thận vào. Không sao, lùi lại đi, đừng để bị thương. Xông lên. Xông lên, lên. Đậu xanh, thần chổi à? Anh Trương, toàn mấy thứ bẩn thỉu. Đậu xanh, Cao Khoa, mày dính thứ gì lên chổi thế? Lại đây, các anh đông lắm mà. Xông lên đi, tôi cho các anh ăn đã đời. Đại ca, phải làm sao đây? Ây, con ả bên cạnh Cao Khoa là ai? Ây anh Trương, đây là bà chị vô dụng nhà tôi. Không biết bị Cao Khoa chúc bùa mê gì, cứ đòi đi theo Cao Khoa. Đi, đưa cô ta ra đây cho tôi. Được. Đại ca, chị lên làm gì, nhanh lên. Vâng. Chị Đại Long, em làm chị gái tốt. Anh Trương thích chị theo anh ấy đi, đi theo em. Em làm gì hả, đi thôi. Đây là máy tính anh rể em mua mấy chục ngàn, đừng làm hỏng. Chị, đừng lề mề nữa, đi theo em đi. Thiện Đại Long, cậu chán sống à? Động. Ta. Cao Khoa, mày muốn làm gì? Vợ, em không sao chứ? Em không sao, nhưng máy tính anh mua, đừng hỏng là được, không sao là được. Trương Duy Quốc, không phải, Cao Khoa, mày muốn làm gì? Mày kiềm chế bản thân được không? Bây giờ tới lượt anh chết. Anh Trương, chúng ta đi thôi, ghê quá. Đi, đi, mày, đi, Cao Khoa, thôi đi. Lớn từng này còn nghịch bụi. Vợ, chúng ta về nhà. Cao Khoa, em lau máy tính rồi, trên này có vài vết xước, không biết có hỏng không? Vợ,
mấy thứ này không quan trọng, em không bị thương chứ? Ừ, không sao. Nào. Yên nào. Đúng rồi, vợ, sao em biết mộ bố mẹ anh ở đâu? Hồi xưa anh chơi bời bên ngoài, bố mẹ anh qua đời, em vay tiền an táng họ mà. Trước kia mình khốn nạn quá. Ấy, Cao Khoa, anh làm gì thế? Vợ, anh hứa với em, một năm sau, không, một tháng, anh nhất định sẽ trở thành người nổi tiếng nhất Đại Hạ, để em trở thành người hạnh phúc nhất. Anh chém gió đi. Chỉ cần anh sống cho tử tế, em đã mãn nguyện rồi. Có thể chờ mình thay đổi vận mệnh tương lai không? Nhờ vào bọn mày cả. Alo, cô Bạch, tôi là Cao Khoa, tôi có một dự án có thể kiếm bộn. Chị có hứng tìm hiểu không? Dự án kiếm được tiền đương nhiên là có hứng, nhưng chuyện này liên quan tới công ty tiểu bá chủ, chị có thể liên lạc giúp tôi không? Công ty tiểu bá chủ? Đúng, tôi nhớ ông chủ của họ là Đoàn Vĩnh Phong, nhưng tính tình người này rất kỳ lạ, không dễ tiếp cận. Vậy đi, ngày mai tôi đi tìm chúng ta bàn trực tiếp. Được, không thành vấn đề. Yên tâm đi, làm ăn với tôi, chị sẽ không hối hận đâu. Bây giờ đã có kỹ thuật rồi, chỉ thiếu vốn khởi động thôi. Tuy vay Bạch Thu Vi cũng được, nhưng nếu vậy thì nợ ơn nhiều quá. Đúng rồi, mình có thể mua xổ số mà. Mình nhớ hôm nay là ngày mở thưởng xổ số, nhưng số thì lại trượt. Thằng đen đủi này, ngày nào anh cũng tới chỗ này, đất nhà mình sắp bỏ hoang rồi. Anh chết ở đây cho rồi. Kêu ca cái gì, tôi mất mấy triệu rồi, anh nói gì? Nếu tối qua cô không xé sổ số của tôi, hôm nay tôi đã kiếm được mấy triệu rồi. Anh nói tờ vé số hôm qua. Chúng à, ờ, ấy. Đúng, nếu lịch sử không thay đổi, ông anh đáng lẽ trúng mấy triệu đó, chắc chắn sẽ tới. Mình chỉ cần mua theo anh ta, chắc chắn sẽ trúng. Mấy năm nay không có World Cup, tôi kiếm ít đi bao nhiêu. Thời buổi này đâu dễ kiếm thế. Thằng ngốc tới mua sổ số mỗi ngày, hôm nay không tới à? Anh ta à, chắc đang bị vợ đánh ở nhà rồi. Ha ha ha, này, nhìn tình thế này đi. Ấy, ông chủ Lưu, đừng nhìn nữa, có khách kìa. Ấy, đại ca, anh mua gì? Chúng tôi có tất tật bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền. Xem thoải mái nhé. Ông chủ, mua sổ số 1 triệu. 1 triệu, mua sổ số à? Người này giống thằng ngốc đấy. Thằng ngốc đấy không có tiền nên mua đại, thằng ngốc này có tiền cũng mua đại. Đại ca, anh muốn mua số nào? Tôi xem đã, xem tự nhiên. Vẫn là mấy số đó, anh bỏ tiền xuống cho tôi. Tên chó này, mấy hôm nay anh tới đây suốt, đốt bao nhiêu tiền rồi, đưa tiền cho tôi. Vợ, em buông ra, hôm nay chắc chắn anh sẽ thắng, xem ra đúng là lúc này. Nếu hôm nay anh dám mua, chúng ta sẽ ly hôn. Ngô Tài, tên anh không được tài giỏi lắm. Về nhà, sống yên ổn cùng vợ đi, đừng để mất tiền. Còn mất vợ, ha 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 ha, không thể nào, đây là số bố báo mộng cho anh 2 năm trước, chắc chắn anh sẽ kiếm bộn, anh kiếm cái đấm, về nhà với tôi. Chị ơi, khoan đã, khoan gì đã. Đây? Muốn lừa tiền của tên ngốc nhà tôi à? Không phải, tôi rất có hứng với số của anh đây, chị xem, tôi trả tiền, mua số này lại được không? Mua, không được, đây là số báo mộng cho tôi mà, anh bớt nói đi, cái số rách của anh, có gì mà tiếc? Không được, không bán, vất vả lắm mới gặp thằng ngốc. Nếu anh dám đuổi cậu ta đi, bà đây đập chết anh, buông tay. Cậu nhóc, đây, đi theo tôi. Không được bán mà. Không được bán. Đúng rồi, đúng là số này. Sao lại có người ngốc thế, cậu nhóc,
tôi có một dãy số tổ truyền, có cần bán cho cậu không? Tôi chỉ lấy 50 tệ thôi. Ông chủ, ghi sổ số tiếp theo. Mua theo số này, 1 triệu. Đại ca, thật. Mua thật à? Được, được. Cao Khoa, anh xem TV làm gì? Trước giờ anh đâu xem TV. Đâu có. Cao Khoa, anh mua sổ số à? Đúng. Vợ, em đừng hiểu lầm, anh không chơi bời nữa. Cao Khoa, em tưởng anh vất vả lắm mới hạ quyết tâm sống cho tử tế, không ngờ anh lại. Anh làm em thất vọng quá. Vợ, tin chồng em đi, anh không cờ bạc nữa. Anh mua bao nhiêu tiền? Cũng chỉ mấy đồng thôi. Cao Khoa, mấy đồng cũng là tiền mà, không thể ném qua cửa sổ thế được. Bắt đầu rồi, sổ số trúng thưởng lần này là 2 8 25 3 số trước, khớp cả rồi. 32 trúng hết rồi. Anh bảo rồi mà, anh thật sự không cờ bạc nữa. Chồng, cái này anh thắng được bao nhiêu? Cũng chỉ 20 triệu thôi. 20 triệu. Đúng. 20 triệu. Làm gì thế? Em không mơ. 20 triệu. Ôi trời, vợ mình không điên đấy chứ. Nghe chưa, mấy hôm trước, Trương Duệ Quốc dẫn người đi sới mộ nhà Cao Khoa, tin này qua lâu rồi. Tôi nghe nói, một mình Cao Khoa đánh đám Trương Duệ Quốc bỏ chạy đấy, hai tên khốn đó. Có gì để mà bàn tán, có thời gian thì chúng ta nghiên cứu cách kiếm tiền thì hơn. Ông chủ lớn từ đâu tới thế? Không phải là Trương Duệ Quốc chứ? Được rồi, đi rồi, đừng giám đốc ngân hàng, tôi ra kia hỏi thử. Được, đi đi. Xin chào, xin hỏi, nhà Cao Khoa ở đâu? Bên kia. Bên kia, bên kia à? Được, cảm ơn. Giám đốc, hỏi được rồi, ở phía trước. Giám đốc, Cao Khoa này, chỉ may mắn, trúng sổ số thôi mà, anh có cần coi trọng anh ta thế không? Cậu thì biết gì, người nào dám mua sổ số 1 triệu một lần, hơn nữa, lần này cậu ấy trúng hơn 20 triệu. Nếu cất vào ngân hàng của tôi thì... Thôi, đi mau. Đi đi, đi đi. Thôi xong, chắc chắn là người của Trương Duệ Quốc. Tôi nói cô nghe, chuyện này liên quan gì tới cô? Có chết cũng là Cao Khoa chết. Dù gì cũng cùng thôn, hơn nữa vợ của Cao Khoa tốt lắm. Mau nói với cô ấy. Đừng để có chuyện gì. Cao Khoa, anh xem em mặc bộ này đẹp không? Đương nhiên là đẹp, nhưng... Vợ, sao hôm nay mặc đẹp thế? Hôm nay đi nhận thưởng mà, đương nhiên phải mặc đẹp rồi. Đồ mê tiền. Cao Khoa, Thiện Thuật, có người tới báo thù. Hai người mau chạy đi, báo thù. Tôi thấy một đám người ở cổng, lái xe vào. Chắc chắn là tìm hai người. Đúng, tại lần trước hai người đắc tội đám côn đồ Trương Duệ Quốc. Cao Khoa, làm sao đây? Cao Khoa, mau ra đây. Cao Khoa, mau ra đây. Anh Cao, chúng tôi tìm được anh rồi. Ông chủ, là anh à? Chúng tôi mang tiền đến cho anh đây. Đây là... Cậu Cao, xin chào, tôi là Tiền Tử Hào, giám đốc ngân hàng thành phố. Giám đốc Tiền, các anh tới để... Cậu vừa trúng 20 triệu còn gì, tôi hy vọng cậu gửi vào ngân hàng tôi. Yên tâm, tôi sẽ cho cậu tỷ lệ lãi cao nhất. Ngây ra làm gì, mau mở tiền ra cho cậu Cao. Mời anh Cao nghiệm thu. Nhiều tiền quá. Chuyện tiền bạc dễ nói, để tiền ở chỗ tôi cũng không tiện. Để chỗ anh đi, an toàn hơn. Cậu Cao, vậy thì tốt quá. Cậu định làm thủ tục khi nào? Đợi thêm một thời gian đi. Gần đây tôi hơi bận, tiện thể tới chỗ anh mở tài khoản luôn. Vậy tôi đợi cậu tới bất cứ lúc nào. Chiếc xe ngoài cửa là quà tôi tặng cậu, mong cậu đừng từ chối. Vậy, cảm ơn giám đốc Tiền. Chúng ta đi.
20 triệu. Còn cả một chiếc xe, tôi có mơ, cũng chưa mơ thấy chuyện tốt thế này. Đây là Santana đấy, đời này tôi mà có chiếc xe này đã mãn nguyện rồi. Cao Khoa, có thể cho tôi lái thử không? Xe này, cũng chỉ vài trăm ngàn thôi, cũng chỉ. Cao Khoa, anh hào phóng quá. Cao Khoa, cậu phát đạt rồi, đừng quên người dân chúng tôi đấy. Cao Khoa, bình thường bà con giúp đỡ chúng ta rất nhiều, hay chúng ta giúp họ đi? Được. Vài ngày nữa, tôi sẽ mở một xưởng ở thôn mình, nếu mọi người không chê, thì có thể tới đó làm, chắc chắn đủ lương, thưởng. Cảm ơn ông chủ Cao. Được rồi, mọi người về đi. Cao Khoa, em không mơ đấy chứ? Đương nhiên không, anh đã bảo sẽ khiến em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất mà. Cao Khoa, mấy ngày không gặp, ngày càng có bản lĩnh nhỉ. Chào cô Bạch. Cô Thiện, tôi ngưỡng mộ cô, có người chồng tốt vậy đấy. Cao Khoa, hôm nay tôi tới bàn với cậu chuyện cậu nói qua điện thoại. Cao Khoa, em về nghỉ ngơi trước. Hai hôm nay nhiều bất ngờ quá, em về bình tĩnh lại đã. Về trước đi. Ấy, cô gái này số tốt thật. Cô Bạch, chị nói gì? Không có gì, tôi đã hỏi thăm được thông tin ông chủ công ty, tiểu bá chủ Đoàn Vĩnh Phong rồi. Anh ấy đang định tới một buổi đấu giá. Nếu bây giờ chúng ta đi, biết đâu sẽ gặp được. Đấu giá? Ở đâu? Thiên đường nhân gian. Chẳng lẽ là buổi đấu giá có thể vớ được bảo vật quý giá để trở thành tỷ phú kiếp trước? Anh Trương, anh đưa người ta tới nơi này làm gì? Tinh Tinh, hôm nay ở đây có đấu giá, anh muốn xem có bảo bối gì. Trùng hợp nghe nói có một ông chủ tới từ nước ngoài, anh muốn tặng anh ấy. Ông chủ nước ngoài, vậy chắc chắn là giàu lắm. Đương nhiên, chỉ cần tối nay em hầu hạ anh cho tốt, anh sẽ giới thiệu với em. Cảm ơn anh Trương, em biết anh tốt nhất mà. Anh Trương, có cơ hội thì giới thiệu thằng em này với, lần sau đi. Anh Trương, sao mày lại ở đây? Đây là mỹ nữ nhà ai đây? Muốn bị chật móng chó hả? Cao Khoa, anh chán sống rồi à? Thiện Đại Long, lần trước vẫn chưa bị đánh đủ à? Anh còn dám dọa tôi à? Hôm nay tôi thấy anh ăn vụng rồi, tôi sẽ về mách chị tôi, để chị tôi ly hôn anh. Cậu ăn nói tử tế cho tôi, nếu không, không ai dọn xác cho cậu đâu. Cô dám đánh tôi? Anh Trương, cô ta đánh tôi, thế là không tôn trọng anh. Tôi thích phụ nữ nóng tính thế đấy. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Trương Duệ Quốc, cũng là người có vai vế nhỏ ở thành phố này. Chỉ cần cô đi theo tôi đảm bảo cô sẽ không thiệt đâu. Anh Trương, sao anh lại quyến rũ người phụ nữ khác trước mặt em? Trương Duệ Quốc đúng không? Hạ người gì mà xứng hỗ xược với tôi? Nể mặt mà không chịu đúng không? Sẽ có ngày tôi bắt cô quỳ trên giường tôi. Được, các người đợi đấy. Nơi này không phải nơi hạng chó mèo các người vào được đâu. Đi. Đồ mèo, đồ chó. Anh này, hôm nay đang có đấu giá bên trong, người có tài sản dưới 5 triệu không được vào. Đi cùng mà. Thiện Đại Long, xem ra chủ nhà cậu cũng không có mặt mũi lắm, không dẫn được cậu vào. Anh yêu, chúng ta vào. Cao Khoa, anh đợi đó cho tôi, bây giờ tôi về mách mẹ tôi, bảo chị tôi ly hôn với anh, đợi đó. Chị Bạch, hay chị buông ra đã, để người khác thấy sẽ không tốt cho chị. Có gì không tốt? Cậu nhìn đi, người ta đều có đôi có cặp. Ông chủ Đoàn ở kia, xem ra ông chủ Đoàn này cũng là người tử tế. Nhãi danh, sao mày lẻn được vào đây? Anh Trương, việc gì phải tức giận với người dưới đáy xã hội như anh ta? Sau này phú bà chán anh ta, xem anh làm gì được. Đúng vậy. Ây, nhãi danh, hôm nay tao phải xem mày chui vào đây mua được gì. Kệ sắc họ. Ông chủ Đoàn, đã lâu không gặp. Tiểu Vi, đây là cậu thanh niên cô nói à? Đúng. Chào ông chủ Đoàn, tôi là Cao Khoa, tôi tới đây để bàn hợp tác với anh. Không có hứng. Ông chủ Đoàn, đừng từ chối vội. Anh quản lý công ty tiểu bá chủ mà. Cao Khoa là nhân tài trong lĩnh vực này,
hợp tác với chúng tôi chắc chắn sẽ khiến anh hài lòng. Vậy tôi nể mặt cô Bạch đây. Chàng trai, nếu cậu tìm được một thứ khiến tôi phải có cái nhìn khác trong buổi đấu giá này, tôi sẽ cho cậu cơ hội. Được thôi. Ông chủ đoàn yêu cầu cao lắm. Món đồ bình thường chắc chắn không vừa mắt anh ấy, tin tôi. Chào mừng mọi người, buổi đấu giá xin phép bắt đầu. Tiếp theo là bảo vật đầu tiên của chúng ta, đồ gốm ba màu thời đường. Bảo vật này có giá khởi điểm 100.000, mỗi lần tăng giá không dưới 50.000. Nhãi danh, cứ cho là mày lẻn vào đây được thì đã xong, hôm nay tao cho mày xem thế nào là dầu nứt đố đổ vách. 100.000, 150.000, 200.000, có giỏi thì theo tiếp đi. Nào anh Trương, tên nhãi này còn tranh với anh đúng là không sợ chết. 300.000, 500.000. Cậu nhóc, cậu nghĩ món đồ gốm ba màu thời đường này thế nào? Ông chủ đoàn, thật ra chỉ là đồ giả thôi, không đáng 50.000, cậu đã biết rồi thì sao còn rảnh lùa chó cho vui. Nhãi danh, lẩm bẩm gì thế, có giỏi thì theo nữa đi. Trương đại thiếu gia ra giá 500.000. Không nhầm chứ, tên này là ai? Nhà họ Trương là danh gia vọng tộc, cậu ta sao cậu ta dám đắc tội nhà họ Trương? 500.000 lần một, 500.000 lần hai, 500.000 lần ba. Chúc mừng anh đây. Ông chủ Trương, ghê gớm thật đấy. Chi 500.000 mua một món hàng nhái, giàu thật đấy, hàng nhái. Mày thì biết cái gì? Ông chủ đoàn, anh có đôi mắt tinh tường, mau xem thử báu vật này. Món gốm ba màu thời đường đấy là hàng nhái, hơn nữa thời gian sản xuất chưa quá nửa tháng. Sao thế được? Chưa thấy ai ngu như thế. 500.000, thế là đi tong rồi. Cậu thanh niên này rõ là đang ăn hiếp tên ngốc này mà. Thằng kia, mày chơi xỏ tao, chơi xỏ anh thì sao? Tao phải giết mày. Thả tôi ra. Trương thiếu gia, đây không phải nơi để anh làm loạn. Trương thiếu gia à, Trương thiếu gia, nếu anh làm loạn nữa, cẩn thận bị đuổi ra ngoài đấy. Mày đợi đấy, cậu nhóc. Thú vị đấy. Tiếp theo hãy xem món đồ thứ hai của chúng tôi, đàn cổ thời Thanh. Chính là nó rồi, kiếp trước người may mắn trong tin tức dựa vào món báu vật trong đàn cổ này bán được 100 triệu, trở thành triệu phú toàn quốc trong đêm. Món đồ này có giá khởi điểm là 100.000. Một cây đàn quèn mà bán 100.000, ngu mới mua. 100.000. Cao Khoa, mày đúng là đồ ngu. Cây đàn tranh thời Thanh này tuy là thật nhưng cùng lắm cũng chỉ 50, mua đắt rồi đấy. 100.000 lần một, xếp đoàn không thể nói quá sớm được. 100.000 lần hai, diễn tiếp đi, tao xem hôm nay mày diễn được cái gì. 100.000 lần ba, cậu nhóc, lần này cậu, chúc mừng anh đây, nhận được đàn tranh thời Thanh. Cao Khoa, mày đúng là đồ thiện cận, tự đập đá vào chân rồi đúng không? Cậu nhóc, nếu tầm mắt của cậu chỉ tới vậy thì chúng ta không hợp hợp tác. Bây giờ tôi sẽ cho anh xem. Đây mới là thứ giá trị nhất trong buổi đấu giá lần này. Kiếm Long Uyên. Đây là thập đại danh kiếm đấy. Kiếm dành riêng cho quân vương, được ban hoàng quyền mưu đồ thiên hạ. Không ngờ đã bị cậu ta mở ra. Tim tôi đập nhanh quá, cảm giác như có người muốn giết tôi vậy. Vật vô giá, đây mới thật sự là báu vật vô giá, không thể nào, sao có thể vậy được. Đừng qua đây, đừng qua đây. Sao, sao lại như vậy? Người anh em, thanh kiếm này bao nhiêu tiền? Tôi mua, cậu cao đúng không? Tôi sẵn sàng ra giá 20 triệu. Cái gì, một thanh kiếm gì mà cũng 20 triệu, đùa nhau à? Đừng, 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 ông chủ đoàn, trong buổi đấu giá hôm nay, tôi nghĩ có một thứ có giá trị với anh hơn thanh kiếm này. Cao Khoa, mày lại giở chiêu gì? Ông chủ Cao, tôi nghĩ thứ anh muốn nhất là cái này đúng không cậu Cao?
cho tôi xem chút được không? Anh Đoàn, anh phải nhìn cho kỹ đấy. Cái này rõ ràng là hàng nhái, chỉ là một miếng ngọc bội vớ vẩn. Đây là di vật của mẹ tôi, đến lượt cậu nhận xét à? Với đồ cổ, giá trị của nó không chỉ ở bản thân món đồ, mà hơn cả là câu chuyện phía sau nó. Tôi nói đúng không, ông chủ Đoàn? Đúng vậy, miếng ngọc bội này là di vật cuối cùng mẹ tôi để lại cho tôi. 10 năm trước, tôi đã mất nó trong một vụ hỏa hoạn. Mấy năm nay, tôi đã chi hàng triệu để tìm nó, đều không có kết quả. Không ngờ, nó lại ở đây. Miếng ngọc bội này tuy không đáng giá, nhưng với tôi, nó quý giá hơn bất cứ món đồ cổ nào trên đời. Cậu Cao, ván cược của chúng ta hôm nay coi như cậu thắng. Có gì muốn nói, chúng ta về công ty bàn bạc. Mời. Được. Đợi đó. Anh Trương, bây giờ làm sao? Xong có khúc người có lúc. Cao Khoa, chúng ta chưa xong đâu. Không ngờ cách nhỏ máu nhận chủ ngày xưa lại là thật. Thanh niên, cậu đúng là hiểu nhiều biết rộng. Ông chủ Đoàn đừng quên việc chính. Cậu thanh niên, nói đi, cậu muốn hợp tác cái gì? Anh xem cái này trước. Đây là gì? Trong này có thứ anh không ngờ đến. Những cái này đều là cậu làm sao? Đúng. Chàng trai, cậu muốn hợp tác sao? Ông chủ Đoàn, tôi muốn lấy của ông 40% cổ phần. Không thể nào, thế thì quá nhiều rồi. Để đáp lại, tôi có thể cung cấp cho anh tất cả chương trình trò chơi mới trên thị trường. Đồng thời, tôi đảm bảo trong 5 năm tới, khiến công ty tiểu bá chủ của anh trở thành công ty trò chơi lớn nhất đại hạ. Hơn nữa, tôi cũng có thể cho ông tham gia nghiên cứu cái này. Đây là gì vậy Cao Khoa? Xem. Có vẻ như là sản phẩm điện tử. Đúng, thứ này gọi là USB, nếu như chế tạo thành công, còn có sẽ không gian chứa lớn hơn đĩa CD, và mang theo sẽ tiện hơn. Được, tôi tin cậu, chàng trai. Chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Được, mong cậu đừng khiến tôi thất vọng. Tất nhiên, vậy chúng tôi đi trước. Được. Cậu được đấy nhỉ? Đúng rồi, chị Bạch, tôi muốn nhờ chị giúp một việc nữa. Chỉ cần tôi làm được thì cứ để tôi lo. Nói đi, chuyện gì? Là thế này, tôi muốn mở một xưởng chế tạo USB trong thôn, thuê vài người dân đến chế tạo giúp tôi. Mong rằng chị có thể lo liệu giúp. Cậu muốn giao xưởng chế tạo thứ này cho tôi? Ừ, được không? Tất nhiên là được. Đi thôi. Con trai, nghe nói gần đây có nhà máy mới mở trong thôn, không ít hàng xóm tới đó làm thêm rồi. Con cũng đi tìm việc đi, đừng ru rú ở nhà ăn không ngồi rỗi. Mẹ, đừng càm giảm nữa. Mẹ nghĩ con không muốn à? Con nghe nói nhà xưởng đó là Cao Khoa dẫn người mở. Sao mà thế được? Người ta không cho con làm đâu. Một đứa du thủ du thực như nó đâu ra tiền mở nhà máy. Mẹ, hôm đó con đã nói rồi, bây giờ Cao Khoa ôm chân được một nữ đại gia, bây giờ người ta sống tốt lắm. Thế à? Anh Trương, đây là... Khốn kiếp, anh mắng ai vậy? Anh Trương, tên này là ai? Đây là ông lớn đến từ nước Nhật Bản, tên là Honda Suzuki. Honda, lại còn ngu si nữa. Anh ngu si, anh ngu si, anh ngu si, à, khốn kiếp. Đừng kích động. Cậu Suzuki, cậu đến nhà chúng tôi có việc gì? USB, trò chơi, ở trong thôn mấy người. Ngu ngốc, cậu ta nói gì vậy? Anh Trương, anh ta nói gì vậy? Đồ ngu, đồ ngu, đồ, đồ ngu. Ý của anh Honda là Cao Khoa phá giải được trò chơi, còn mở một xưởng USB trong thôn mấy cậu, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc kinh doanh công ty trò chơi của anh Honda. Anh ngu si. Thế ý của anh là trò chơi Cao Khoa chết? Ý của anh Honda là Cao Khoa chỉ cần giao nộp thì USB sẽ không chết. Tiểu Long, nếu cậu làm tốt việc này, anh Honda sẽ cho cậu đến công ty anh ấy làm việc. Anh Trương, vụ này khó đấy. Chuyện này có gì mà khó? Thằng Cao Khoa kia tối ngày cứ bám theo con bé ăn hại nhà tôi.
mấy cậu chỉ cần bắt Thiện Thuần đi, chắc chắn Cao Khoa sẽ nghe lời. Bà biết điều đấy. Anh Trương, anh yên tâm, anh ngu si, anh yên tâm, để tôi lo. Giám đốc, ông chủ Cao, cậu xem linh kiện này có được không? Được đấy anh Trương, mới đến mấy ngày đã lên tay thế rồi. Tăng lương, phải tăng lương. Ông chủ Cao, cậu chúng ta đều cùng thôn, cậu cho chúng tôi công việc, chúng tôi đã rất vui rồi. Dạo này người thôn chúng ta không ít người đổi điện thoại rồi. Đúng đấy ông chủ Cao, lương của cậu đã cao hơn bên ngoài nhiều rồi, chúng tôi cảm ơn cậu còn không kịp. Nói gì vậy? Không ổn rồi Cao Khoa, Thiện Đại Long dẫn một đám người đến nhà bắt nạt Thiện Thuần rồi. Cái gì? Ông chủ Cao, vội vàng vậy làm gì? Chắc chắn là đi bàn chuyện làm ăn. Bây giờ sếp Cao là ông chủ lớn của chúng ta rồi, đúng. Đừng làm nữa, nhà Cao Khoa có chuyện rồi, có chuyện rồi, có chuyện rồi. Chị yêu, Thiện Đại Long, chị là chị ruột em đấy, em muốn làm gì thả ra, em muốn làm gì à? Chị yêu dấu. Loại đàn bà vô dụng, chị không phải người nhà họ Thiện lâu rồi. Tôi nói chị biết, đợi Cao Khoa kia giao nộp bản thiết kế USB gì đó ra, anh ta chết chắc rồi. Đến lúc đó, chị ngoan ngoãn gả cho anh Trương đi. Nếu vậy, tôi có tiền, có thể cua lại Tinh Tinh rồi, chẳng phải là vẹn cả đôi đường sao? Thiện Đại Long đổ vô liêm sỉ. Thiện Thuần, tôi nể mặt không biết điều đúng không? Nể mặt mà không biết điều này. Quay lại đây. Có đúng là nể mặt không biết điều không? Tôi nói chị biết, tôi là con trai bảo bối duy nhất của nhà này. Thiện Đại Long, buông tay ra ngay. Cao Khoa, cuối cùng anh cũng đến. Vợ ơi, em không sao chứ? Cao Khoa, mau chạy đi, nó muốn giết anh. Tư Các Anh muốn đang ở chỗ hắn. Lên đi. Đừng, đừng, đừng. Mấy người dừng lại. Cao Khoa, mau chạy đi. Vợ ơi, Cao Khoa, mau giao nộp bản thiết kế USB của anh ra. Thả vợ tôi ra trước. Cao Khoa, anh nghĩ tôi bị ngu hả? Anh nghĩ tôi bị ngu à? Tôi nói anh biết, nếu anh không giao bản thiết kế USB bây ra, giờ tôi sẽ giết cô ta. Giết cô ta? Cao Khoa, đừng đưa nó. Nó sẽ không tha cho anh đâu, con mụ này. Đúng là thứ ăn cây táo rào cây sung. Mẹ mình nói không sai chút nào, chị đúng là thứ ăn hại, đến giờ còn binh vực người ngoài, đúng không? Thiện Đại Long, nếu cậu dám động vào cô ấy, tôi đảm bảo cậu sẽ phải chết. Được, Cao Khoa, anh giỏi quá nhỉ, tôi xem anh giết tôi kiểu gì. Đến đây. Giám đốc, tôi đến giúp cậu đây. Thiện Đại Long, thằng xúc vật chị ruột mà mày cũng đánh được. Giám đốc, chúng tôi dẫn anh em đến giúp cậu đây. Giám đốc, chúng tôi đến rồi. Đừng, đừng, đừng qua đây. Chồng ơi, anh không sao chứ? Em không sao chứ? Em không sao, em không anh sao. Anh bị thương à? Đi, chúng ta mặc kệ cậu ta. Giám đốc, Thiện Đại Long làm sao? Anh quyết định đi, em nghe anh. Đuổi họ khỏi thôn, đừng bao giờ quay về. Anh Honda, thằng Thiện Đại Long kia, nó thất bại rồi. Ngu si đần độn. Đậu xanh, tôi giao cho cậu quyền quản lý công ty địa ngục ở châu Á. Để cậu ăn hại à? Ngài Honda, ngài yên tâm, chắc chắn tôi sẽ lấy bản kế hoạch trong USB cho ngài. Cao Khoa, chết tiệt. Cậu để mắt tới cậu ta trong vòng một tuần cho tôi. Tôi muốn cậu ta chết. Nếu không cậu tự mổ bụng đi. Vâng vâng. Cốc Thành Tinh à? Nào. Vợ không cần chăm sóc chồng nữa, chồng khỏi rồi. Vợ nhìn đi, đừng quấy, anh mới nghỉ ngơi vài ngày thôi. Nếu anh có chuyện gì, em phải làm sao? Yên tâm đi vợ, anh khỏe nhiều rồi.
với lại đã mấy ngày không làm việc rồi, còn bao nhiêu việc chồng chất, anh thì có chuyện gì? Nhà máy đấy. Đúng rồi vợ, em nhớ trước kia anh gửi 20 triệu vào ngân hàng không? Nhớ. Lúc đó anh bảo giám đốc mở tài khoản đầu tư cho anh. Bây giờ chắc anh ta mở rồi, anh phải tới đó xem. Nếu không sẽ lỗ nhiều tiền lắm. Lỗ bao nhiêu? Nếu bỏ lỡ hôm nay thì không tưởng tượng được. Được, vậy em đi cùng anh, chúng ta đi cùng nhau. Ăn dưa đã. Xin chào, bây giờ là giờ nghỉ trưa. Chiều hãng tới. Chúng tôi không làm dịch vụ, chúng tôi tìm giám đốc tiền. Giám đốc rất bận. Các anh có hẹn trước không? Không. Anh nghĩ giám đốc là người mà hạng ăn không ngồi rồi, anh muốn gặp là gặp được à? Mấy hôm trước tôi gửi một khoản tiền ở chỗ giám đốc, hôm nay tôi tới làm thủ tục. Tài khoản quốc tế. Tài khoản quốc tế. Hạng nghèo rách như anh còn đòi tài khoản quốc tế. Anh xứng à? Cô chỉ là một nhân viên, mắc gì coi thường bọn tôi. Tôi là tổ trưởng nhân viên ở đây, bình thường toàn tiếp khách lớn vài triệu. Hạng nghèo như các người cũng xứng à? Không sao, vợ, không cần nói với cô ta. Anh gọi điện cho Tiền Tử Hào, bảo anh ta đích thân tới gặp. Tiền Tử Hào, bây giờ tôi đang ở ngân hàng các anh, mời anh tới gặp tôi trong 5 phút, nếu không tôi sẽ rút hết số tiền gửi chỗ anh ra. Anh tự lo liệu đi. Anh còn giả vờ quen giám đốc Tiền à? Anh mà quen giám đốc Tiền, tôi còn quen tỷ phú thế giới đây. Làm gì thế? Quản lý Triệu, sao anh tới đây? Giám đốc Tiền nói có một khách hàng quan trọng tới, bảo tôi tới tiếp đãi. Anh đây là hai tên nghèo mặt hạng này tới phá đấy. Hai vị, bây giờ chúng tôi phải tiếp khách quan trọng, mời hai người rời đi. Khách hàng quan trọng giám đốc Tiền nói là tôi. Anh chắc chắn muốn tôi đi chứ? Cậu nhóc, cậu điên à? Giám đốc Tiền nói phải tiếp đón khách hàng lớn tài sản chục triệu. Đúng, hạng nghèo như anh, mau cút đi. Cao Khoa, sao bây giờ? Nếu anh ta không muốn gặp anh, chúng ta cũng không cần phải nói nữa. Ô, đây là ông chủ cao tiếng tăm lừng lẫy mà. Đây là ai còn ngây ra làm gì? Chắc chắn đây là khách. Giám đốc Tiền nói. Xin chào, tôi là quản lý ngân hàng, họ Triệu. Anh Trương giỏi quá, tới ngân hàng còn được quản lý ra tiếp. Chứ gì, bây giờ anh là người của ngài Honda, chắc chắn cao cấp hơn người đại hạ này một bậc. Vị khách quý này tên gì? Chào quản lý Triệu, tôi là Trương Duệ Quốc. Anh có thể gọi tôi Camera Duệ Quốc. Trương Duệ Quốc, mới mấy ngày không gặp, anh đã tự đặt cho mình một cái tên, nghe cũng được phết. Cao Khoa, mày có anh quen gì? Cậu ta à? Đương nhiên là quen. Quản lý Triệu, vốn tôi muốn gửi vài triệu vào ngân hàng các anh, bây giờ tôi bắt đầu nghi ngờ năng lực của các anh rồi. Xin lỗi anh Camera, tôi sẽ đuổi họ đi ngay. Người đâu, đuổi họ ra ngay. Anh Trương, có lẽ tên ngốc này chẳng bao giờ thấy được vài triệu, đương nhiên không biết anh tài giỏi tới đâu, đương nhiên anh sẽ không so đo với chúng, chỉ em biết anh giỏi cỡ nào thôi. Sếp Trương, gần đây người ta mới học được vài tư thế, cũng muốn thử tài của anh. Ha ha ha, được, người đẹp. Vậy đi, tối nay chúng ta đi ăn cùng nhau, ăn xong cho em thử sự lợi hại của anh. Vô liêm sỉ. Thiện Thuần, nếu bây giờ cô ly hôn với tên khốn này, tôi sẽ bỏ qua chuyện cũ. Tôi sẽ không chê cô đâu, cô hầu hạ tôi cho tốt. Trương Duệ Quốc, tốt nhất anh chú ý lời nói chút. Quản lý Triệu, sao tên này còn ở đây? Bảo vệ, đuổi họ đi. Các cậu làm gì thế? Ai cho các cậu động vào khách quý của tôi? Dừng tay lại. Giám đốc Tiền, sao anh đích thân tới đây? Tôi đang định dẫn khách quý tới gặp anh đây. Cậu là cái thá gì? Cậu Cao đây mới là khách quý của tôi. Không thể nào, đây mới là khách quý của ngài. Anh Cao, cô, tôi có mắt không tròng. Đắc tội hai người, đều tại con khốn này. Quản lý Triệu, sao lại trách tôi được? Anh cũng không nhận ra, đây là khách quý mà. Anh Cao, tôi sai rồi, tôi không nên coi thường hai người. Giám đốc Tiền, nên xử lý thế nào anh tự quyết định đi. Các cậu bị sa thải, đuổi hai người kia ra. Giám đốc Tiền, sai rồi. Giám đốc, tôi sai rồi. Giám đốc Tiền, hai người cũng cút đi. Mắc gì anh dám à? Đây là ngân hàng của tôi,
ngươi dám không, anh Trương? Em sợ. Cao Khoa, mày giỏi lắm. Mày đợi đấy cho tao, chúng ta đi. Cậu Cao, mời đi bên này, tới phòng tiếp khách tầng 2. Xin giới thiệu, cậu Cao, đây là cao thủ cổ phiếu thành phố, cậu có câu hỏi gì, có thể tham khảo ý kiến của họ. Chào hai vị. Cậu Cao, trông cậu không giống người trong giới lắm. Xếp tiền, sao hạng người tạp nham gì, cũng rất về đây thế. Hai vị, cậu Cao đây là khách hàng lớn, đã gửi 20 triệu ở ngân hàng chúng ta, đợt trước. Sao cậu ấy là đại gia bí ẩn đó à? Kể cả thế, cậu ta cũng chỉ là hạng mới nổi, vậy thì đã sao? Được rồi, giám đốc Tiền, nhờ anh mở tài khoản đầu tư giúp tôi. Tôi đã nói là nhà giàu mới nổi mà, mới có tí tiền đã ham hố chơi cổ phiếu. Sau này khéo còn chẳng biết mình chết như nào. Được rồi, tôi đã giúp cậu mở tài khoản rồi. Tiếp theo cậu có dự tính gì? Giám đốc, cô Trang lại tới rồi. Xin lỗi. Cao Khoa, anh có quen cô ấy sao? Không quen. Cao Khoa, lâu rồi không gặp. Tiểu Tuyết, sao cô lại ở đây? Chờ tôi chút, giám đốc, đây là hợp đồng vay nợ. Ông hãy ký giúp tôi đi. Cô Trang, tôi đã nói rất nhiều lần rồi, thế chấp của cô bây giờ không đủ để vay nhiều tiền như vậy. Giám đốc, sao thế? Cậu Cao, cô Trang muốn vay 10 triệu tệ của ngân hàng chúng tôi. Nhưng cậu cũng biết rồi đó, tài liệu của cô ấy thật sự là... Mình nhớ kiếp trước Trang Minh Tuyết là tổng giám đốc của một công ty nổi tiếng. Không ngờ con đường lập nghiệp của cô ấy lại khó khăn như vậy. Tiểu Tuyết, số tiền này tôi có thể cho cô mượn. Thật sao? Tất nhiên rồi, tôi đã nói là nhà giàu mới nổi mà. Trong tay có chút tiền là không biết nên tiêu như nào rồi. Người phụ nữ này hoàn toàn không có gì đáng tiền để thế chấp hết. Tôi thấy số tiền này chẳng khác nào vứt ra ngoài cửa sổ. Cao Khoa, anh tôi sẽ không để anh lỗ đâu, yên tâm. Tôi tin là chắc chắn cô sẽ trả lại số tiền này cho tôi. Chờ chút nhé. Giám đốc, tài khoản tôi nhờ ông mở tới đâu rồi? Cậu muốn đầu tư vào đâu? Hợp đồng dầu thô quốc tế. Đầu tư thị trường dầu đúng là đồ ngốc. Hố nước sâu như thị trường dầu mà cũng dám nhảy vào. Tới lúc đó đừng nói vay tiền, ngay cả 20 triệu vốn cũng mất sạch. Tất nhiên, hơn nữa còn với tỷ lệ đòn 7-5 lần. Chuyện này nguy hiểm lắm. Đúng đó Cao Khoa, hay là thôi đi, anh đừng đổ tiền vào đó. Không đâu, giám đốc, làm theo lời tôi nói là được. Đầu tư toàn bộ vào thị trường dầu thô quốc tế. Đêm qua, mỏ dầu lớn nhất nước Mỹ đã bị rò rỉ, gây ra vụ nổ lớn. Sự kiện này đã khiến cho thị trường dầu thô quốc tế gặp biến động lớn. Sao có thể chứ? Giám đốc, hợp đồng dầu thô quốc tế thế nào rồi? Tăng rồi, tăng mạnh rồi. Giám đốc, lần này tôi đã kiếm được bao nhiêu? 100 triệu. Hơn nữa bây giờ vẫn còn đang tăng. Chàng trai, là tôi có mắt không thấy núi Thái Sơn. Cậu Cao, làm thế nào mà cậu biết trước được tin này vậy? Rất đơn giản, xem tin tức nhiều, cộng thêm chút may mắn. Giám đốc, bây giờ lập tức bán hết cổ phiếu đi. Bán luôn giờ sao? Bây giờ dầu thô tăng mạnh chỉ là tạm thời thôi, lát nữa nó sẽ khôi phục lại như cũ. Cậu Cao, đúng là nhìn xa trông rộng, tôi phục rồi. Cậu Cao, tâm thẻ đen chí tôn này cho cậu. Tới lúc đó tôi sẽ chuyển tiền vào trong tấm thẻ này. Cảm ơn giám đốc. Cao Khoa, số tiền này. Yên tâm đi Tiểu Tuyết, tới lúc đó giám đốc sẽ chuyển tiền trong thẻ của tôi cho cô. Không cần, không cần. Cô Trang là bạn của cậu Cao thì cũng là bạn của chúng tôi. Số tiền này tôi sẽ cho cô vay. Cao Khoa, cảm ơn anh yên tâm, tôi nhất định sẽ trả lại số tiền này. À không, tôi sẽ trả gấp đôi. Không cần, muốn cảm ơn thì cô nên cảm ơn giám đốc mới đúng. Dù sao thì ông ấy mới là người cho cô vay tiền mà. Ai ra, cậu cứ đùa. Cậu Cao, cậu có một đôi mắt tinh tường như này. Tôi tin rằng, bạn của cậu chắc chắn không phải kẻ lừa đảo. Chồng, chỉ mấy giây mà anh đã kiếm được 100 triệu, em gọi anh là gì cơ? Chồng. Vợ à, giờ anh có tiền rồi, anh nhất định sẽ thực hiện lời hứa, cho em cuộc sống tốt nhất. Hơn nữa, anh nhất định sẽ tìm được con gái của chúng ta. Đi thôi. Đi đâu vậy? Anh đưa em đi mua nhà, cho em sống một cuộc sống xa hoa nhất. Cậu Cao Khoa này, không bao lâu sau, chắc chắn nổi danh khắp giới cổ phiếu.
Cậu Cao này đúng là có đôi mắt thần. Chúng ta phải làm quen mới được. Cậu Cao nói muốn đi mua nhà. Với địa vị hiện giờ của cậu chắc chắn sẽ tới Vân Đỉnh Thiên Cung. Vân Đỉnh Thiên Cung, đây là sản nghiệp của tôi mà. Đúng đó Lão Vương, mau quay về xem sao đi. Thời gian trước tôi đã mua một căn biệt thự ở đó. Nhưng cơ hội này, tôi có thể tặng nó cho cậu Cao. Mấy căn nhà này thế nào? Nhà ở đây có đắt quá không? Bây giờ chồng em là triệu phú rồi, không cần phải tiết kiệm nữa, chọn thoải mái đi. Sếp Trương, khu biệt thự này rất phù hợp với người của giới thượng lưu như anh. Anh Trương, người ta thích căn kia. Tinh Tinh, em thích cái gì anh sẽ mua cho em. Không hổ là anh Trương, đúng là hào phóng. Tinh Tinh có thể ở bên anh, đúng là phúc phận của cô ấy. Cao Khoa, sao ở đâu cũng có cậu thế hả? Ây dô, bộ phận bán hàng của Vân Đỉnh Thiên Cung đúng là loại người nào cũng có. Tên họ Cao kia, anh đừng tưởng quen biết giám đốc ngân hàng là ngon. Anh có biết đây là đâu không? Vân Đỉnh Thiên Cung đó. Có biết một căn nhà ở đây bao nhiêu tiền không? 8 đến 9 triệu tệ. Anh có mua nổi không? Chị gái này, chị đi theo tên rác rưởi này làm gì chứ? Còn không bằng đi theo anh Trương. Đó mới là bến đỗ tốt nhất của chị. Đại Long, cậu nói linh tinh gì thế? Vợ à, kệ hắn đi. Tên này vừa nhìn đã biết là mới bị cướp vợ. Tức điên nhưng không cướp lại được, nên đang sủa loạn mà thôi. Cao Khoa, anh đừng có sủa linh tinh. Tôi nói cho anh biết, Tinh Tinh có thể bám vào sếp Trương. Đó là phúc phận của cô ấy. Tôi vui còn không kịp. Anh Trương, anh nhìn họ kìa. Đúng đó, nhà chúng tôi có thể quen biết sếp Trương. Đó là vì Đại Long có bản lĩnh, đâu giống tên nhà quê như cậu. Có vài đồng tiền rách đã hết mũi lên trời. Mọi người đúng là vô tri không biết sợ gì mà. Cái này gọi là kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt. Chị, em nói này, chị mau ly hôn với tên nhà quê này đi. Tới lúc đó em sẽ nói vài lời hay với sếp Trương, là chị có thể đi theo anh ấy rồi. Ha ha, Thiện Đại Long, đủ rồi đó. Chị dám đẩy tôi à? Tôi đánh chết chị. Cao Khoa, anh dám đánh tôi. Cao Khoa, hôm đó ở ngân hàng tôi nể mặt giám đốc, hôm nay không ai bảo kê cậu đâu. Quản lý Lưu, Vân Đỉnh Thiên Cung các anh, ngay cả đồ nhà quê cũng tiếp vào đây à? Còn không mau đuổi hắn ra ngoài đi. Vâng, không nghe thấy sếp Trương nói gì sao? Vân Đỉnh Thiên Cung từ chối nhận chó và anh vào đây. Cao Khoa Hà, tôi khuyên anh nên biết điều chút đi. Anh Trương là độ cao mà cả đời này anh cũng không với được đâu. Anh vĩnh viễn chỉ là con sâu dưới vũng bùn mà thôi. Tên nghiện cờ bạc như cậu tuổi gì đòi so với sếp Trương. Thiện Thuần, con còn đứng đó làm gì? Muốn bị đuổi ra ngoài cùng cậu ta sao? Mẹ, Cao Khoa đã thay đổi rồi. Đừng nói anh ấy. Thiện Thuần, mẹ là mẹ con, chẳng lẽ mẹ lại hại con? Sau này con ở bên sếp Trương, nếu hầu hạ tốt, sau này nhà chúng ta chắc chắn sẽ phát tài. Sếp Trương, có đúng không? Bà già, bà nói gì thế? Ây dô, Tinh Tinh, cháu yên tâm, bác sẽ để Thiện Thuần làm vợ bé. Không tranh với cháu đâu. Anh Trương, anh coi đi. Tinh Tinh, rộng lượng chút đi, sau này Thiện Thuần làm chị em tốt của em, cùng nhau hầu hạ. Hơn nữa, thực lực của anh em cũng biết mà. Anh Trương, anh hư quá. Mẹ, con là con gái mẹ đó. Mẹ nói linh tinh gì thế? Sao? Mẹ nói có sai đâu. Loại phụ nữ như chị chỉ là gánh nặng mà thôi. Chị có thể bám vào sếp Trương, đó là phúc phận của chị. Chồng, chúng ta đi thôi, em không muốn nhìn thấy họ. Không cần. Người nên đi là bọn họ. Vân Đỉnh Thiên Cung tiếp khách như vậy sao? Ôi trời ơi, loại chó hoang ở dưới quê như anh, tưởng mình hơn người lắm hả? Bảo vệ đâu, đánh gãy chân tên này. Tốt nhất là đánh chết đi, mau đánh chết tên ăn mày này đi. Tới lúc đó, Thiện Thuần sẽ là của anh Trương rồi. Ra tay đi. Dừng tay. Cái gì? Thẻ đen chí tôn. Thẻ gì cơ? Anh đang nói tới thẻ đen chí tôn, chỉ những người có tài sản hơn 100 triệu mới có thể sở hữu sao? Chuyện này, sao có thể? Cho dù đúng là vậy thì chắc chắn nó cũng là giả. Không sai, sao tên ăn hại này có thể có hơn 100 triệu được? Tôi thấy, đây chỉ là một tấm thẻ nát hắn nhặt ngoài đường rồi tới đây giao ai mà thôi. Anh này, có thể cho tôi xem một chút được không? Đúng là thẻ đen, không sai, tôi đã nhìn thấy nó ở chỗ ông chủ. Quản lý Lưu, hay là anh nhìn kỹ lại xem, đừng nhìn lầm. Sếp Trương, sao anh có thể tin cái tên ăn hại này được? Cho dù tấm thẻ này là thật, thì cũng là do hắn ăn trộm hoặc là nhặt được. Quản lý Lưu, anh có thể không tin, nhưng nếu anh đánh mất một khách hàng lớn vì chuyện này, hậu quả anh có gánh nổi không? Vâng, anh hãy chờ một lát, Tiểu Quyên.
kiểm tra tài sản trong tấm thẻ này cho tôi. Số dư của bạn là không? Nhãi con, biết ngay là mày chỉ giao ai làm màu thôi mà. Quản lý Lưu, còn không mau đuổi tên nghèo hèn này ra ngoài đi. Chồng, có chuyện gì thế? À, anh biết rồi. Thời này chuyển tiền vẫn chưa nhanh như vậy. Không sao, để anh gọi điện cho giám đốc ngân hàng Dục. Dục cái đầu anh à? Vẫn còn giả vờ đúng không? Đã bị vạch trần rồi mà vẫn còn giả vờ. Một tên nghèo rách rưới, tưởng mình giàu có lắm hả? Bảo vệ, đánh gãy chân của hắn ta. Dừng tay. Đánh gãy chân của hắn ta. Dừng tay. Ông chủ Vương. Ông chủ Vương, sao ông lại tới đây? Đây chính là ông chủ của Vân Đình Thi Cung. Vậy đây là đây này là Trương Chí Thành. Chúng tôi là công ty tài chính nổi tiếng nhất. Bây giờ tôi đang làm việc ở chỗ của ông ấy. Chắc hôm nay có chuyện quan trọng nên ông ấy tới tìm tôi. Không hổ là sếp Trương. Đến cả ông trùm giới tài chính cũng đích thân tới gặp cậu. Không giống tên ăn hại nào đó. Anh Trương, anh đúng là lợi hại. Nhân vật máu mặt nào cũng thấy anh. Sếp Trương, ông tới đây sao không nói với tôi một tiếng để tôi chuẩn bị. Cậu là ai? Tôi làm chuyện gì cũng phải báo trước cho cậu à? Tôi là giám đốc công ty ông Trương Duệ Quốc đây. Không quen. Cậu đang làm gì vậy? Ông chủ, tôi đang bảo vệ bộ phận bán hàng của chúng ta. Ông nhìn tên nghèo hèn này đi. Tôi đang chuẩn bị đuổi bọn họ ra ngoài. Cậu mù rồi sao? Dám mắng cả cậu Cao. Cậu Cao ư? Hai ông chủ, hai ông có phải bị hắn lừa rồi không? Hắn chỉ là một tên ăn mày dưới quê. Hai người đừng để hắn lừa. Im mồm, cậu là giám đốc của công ty tôi sao? Đúng vậy. Được, cậu bị đuổi việc rồi. Cả cậu nữa, cũng bị đuổi luôn. Có chuyện gì vậy? Sếp Trương, không phải họ tới tìm anh sao? Sếp Trương, chắc chắn là có hiểu lầm gì cậu rồi. Cậu mau giải thích đi. Im mồm. Xui xẻo. Bảo vệ, đuổi họ ra ngoài cho tôi. Sếp Trương, anh Cao, em biết ngay là anh không tầm thường mà. Hóa ra anh giỏi giang vậy sao? Tối nay anh nhớ gọi điện cho em đó. Mau cút đi, nhìn thấy cô là tôi lại buồn nôn. Anh, được lắm Cao Khoa, anh chờ đó cho tôi. Ấy, mọi người chờ em với. Hôm nay cảm ơn hai vị. Không có gì. Cậu Cao, sau này có gì cần chúng tôi, cậu cứ việc mở miệng. Tôi và lão Trương sẽ tới bất cứ lúc nào. Cậu Cao, dự đoán của cậu về cổ phiếu đúng là khiến tôi phục sát đất. Lần này tôi và lão Vương tới là vì muốn làm quen với cậu. Không sai, nghe nói cậu muốn mua nhà nên chúng tôi đã vội vàng tới cậu. Lão Trương, đây là biệt thự tôi mới mua ở Vân Đình Thiên Cung tặng cho cậu. Cái này không ổn lắm đâu. Đây là biệt thự tốt nhất của Vân Đình Thiên Cung chúng tôi. Nếu cậu không thích căn biệt thự này thì cứ thoải mái chọn một căn, tôi và lão Trương sẽ tặng cậu. Không cần, lấy căn này đi. Đi thôi. Tôi sẽ chuyển tiền cho ông sau. Không không, cái này là tôi tặng cho cậu. Còn trẻ tuổi mà đã có con mắt tinh tường như vậy, còn không bị tiền bạc làm mờ mắt. Đúng là trường giang sóng sau xô sóng trước mà. Chồng, chỗ này rộng quá, chúng ta có thể ở đây thật sao? Kiếp trước mình thấy căn nhà này quá bình thường, không ngờ trong mắt Thiện Thuần, đây đã là sự tồn tại mà cô ấy không dám mơ ước. Mình thật sự đã nợ cô ấy quá nhiều. Cao Khoa, cậu hơi quá rồi đó. Chuyển nhà mà cũng không báo cho tôi, thật ngại quá. Không phải là không kịp báo sao? Vị này là... Xin chào cậu Cao, tôi là Bill, rất vui được gặp cậu. Bill, người sáng lập tập đoàn Microsoft, kiếp trước là một tỷ phú có tài sản hơn nghìn tỷ. Không ngờ lúc này anh ấy lại trẻ tuổi như vậy. Làm sao anh biết tôi vậy? Cũng nhờ có cô Bạch giới thiệu, tôi mới tìm được cậu. Anh Bill, những gì anh muốn đều ở đây. Cái quái gì vậy? Cái quái gì vậy? Cao Khoa, đây là gì? Tôi đã thăng cấp hệ thống Microsoft của anh Bill. Bây giờ hệ thống này ổn định và có tốc độ nhanh hơn so với bản cũ. Cậu Cao, đây đúng là hệ thống cậu đã thăng cấp sao? Đúng, là tôi làm đó. Đúng vậy, đây chính là thứ tôi muốn. Đúng là kết tinh trí tuệ của nhân loại, là nấc thang đi lên thiên đường. Cậu Cao, mong cậu hãy hợp tác với chúng tôi. Tôi có thể trả trước cho cậu 100 triệu đô la làm tiền đặt cọc. Chỉ cần cậu có thể tặng chiếc máy tính này cho chúng tôi để nghiên cứu. Trong tương lai, tôi còn có thể chia lợi nhuận của tập đoàn cho cậu.
không phải tôi đang nằm mơ đó chứ. Cao Khoa, rốt cuộc cậu làm gì vậy? Bill là tỷ phú đó, vậy mà lại trực tiếp cho cậu vào hội đồng quản trị. Đây có là gì? Tôi chỉ thực hiện trước những gì anh Bill sẽ làm trong tương lai thôi. Tôi không hiểu, không hiểu nổi. Nhưng lần này, cậu đúng là khiến tôi phải lau mắt mà nhìn. Bạch tiểu thư, em trai, cậu có bản lĩnh như vậy. Chị gặp khó khăn, hay là cậu giúp tôi chút đi. Bạch tiểu thư, chị mời tôi tới là để trấn áp đám cổ đông trong công ty à? Vậy cậu có thể giúp chị chuyện này được không? Theo kinh nghiệm đời trước, năm nay, Bạch tiểu thư bị cản trở trong việc quản lý tập đoàn nên mới gả vào nhà họ Lý, trở thành quả phụ đen nổi tiếng nhất lúc đó. Mình mà giúp, chẳng phải sẽ thay đổi vận mệnh của chị ấy rồi sao? Như thế, cậu nhóc này, trong đầu chỉ có công việc và kinh doanh thôi à? Bạch tiểu thư, chị có ý gì? Ý của tôi là, chúng ta quen nhau lâu như vậy rồi, ngày nào cậu cũng gọi Bạch tiểu thư, nghe xa lạ lắm, không thể đổi xưng hô được sao? Bạch tiểu thư, tôi đã kết hôn rồi. Vậy thì sao, tôi đã kết hôn đâu? Huống hồ, kết hôn cũng có thể ly hôn mà. Tôi không ngại. Bạch tiểu thư, chị là tiểu thư nhà giàu, như vậy không thích hợp đâu. Sao, bây giờ cậu cũng là triệu phú rồi, còn là cổ đông trong tập đoàn của Bill, cậu coi thường tôi đúng không? Bạch tiểu thư, tôi không có ý vậy đó. Cậu ghét tôi à? Bạch tiểu thư, chị rất xinh đẹp, sẽ không có ai ghét chị hết. Tôi nghĩ, đối với chị, vậy là đúng rồi, tôi biết ngay cậu không phải người như vậy mà. Cao Khoa, thật ra chúng tôi mới là trời sinh một cặp. Bạch tiểu thư, chỉ cần là thứ tôi muốn có, tôi nhất định sẽ có được. Cao Khoa, con mắt của cậu tinh tường như vậy, cậu nói công ty của tôi nên đầu tư vào cái gì đây? Trong 20 năm tới, bất động sản trong nước sẽ tăng mạnh. Lúc này tiến quân vào thị trường bất động sản chắc chắn là lựa chọn đúng đắn nhất. Bạch tiểu thư, tôi nghĩ bước tiếp theo, chị nên đầu tư vào ngành bất động sản. Vẫn gọi Bạch tiểu thư à? Chị Bạch, như vậy mới đúng chứ. Tiếp theo tôi sẽ dùng kế hoạch bất động sản của cậu để cho mấy ông già trong công ty được mở mang tầm mắt. Các vị, cuộc họp cổ đông hôm nay, tôi muốn giới thiệu cho mọi người một nhân vật quan trọng, anh Cao Khoa. Mọi người vỗ tay chào mừng nào. Đây là ai thế? Ăn mặc tầm thường vậy. Cô Bạch vẫn còn trẻ tuổi quá, không biết tìm ở đâu ra tên nhãi này nữa. Nhìn bộ dạng nghèo hèn của cậu ta, không phải cô Bạch bị lừa rồi đó chứ? Tôi và anh Cao Khoa đã thương lượng với nhau rồi. Tiếp theo, công ty chúng ta sẽ tiến vào lĩnh vực bất động sản. Sắp tới buổi đấu giá đất lớn nhất của thành phố chúng ta. Tới lúc đó, tôi sẽ mời anh Cao Khoa cùng tôi tham gia buổi đấu giá này. Mọi người có ý kiến gì? Bây giờ có thể nói được rồi. Cô Bạch, tôi không dám phản đối cô, nhưng theo tôi biết, phần lớn đất ở Tây Sơn đều nằm trong tay ông trùm bất động sản, Tống Khôn. Nhưng tôi cũng mới nhận được tin, có lẽ vì vấn đề nguồn vốn, Tống Khôn đang chuẩn bị bán miếng đất đó đi. Nhưng thương nhân Nhật Bản hình như cũng nhắm vào miếng đất đó. Không dễ lấy được đâu. Không cần quan tâm, chúng ta không mua miếng đất đó đâu, nhãi con. Vậy cậu nói xem, cậu muốn mua miếng đất nào? Ở biển phía đông. Làng Ngư Cảng. Tôi không nghe nhầm chứ, cậu ta lại bỏ không mua miếng đất vàng ở Tây Sơn, chọn mua miếng đất ở làng Ngư Cảng vừa tanh vừa thối. Ha ha, cậu tới đây để pha trò cười đó hả? Cao Khoa, họ nói chuyện hơi khó nghe, cậu đừng để tâm. Không sao, sao tôi phải để tâm lời của mấy con ếch ngồi đáy giếng chứ? Cậu nói ai là ếch ngồi đáy giếng hả? Cậu dám hống hách như vậy, tôi muốn rút đầu tư. Rút đầu tư? Được thôi, còn ai muốn rút đầu tư nữa nào? Bây giờ, tôi có thể ký đơn hủy hợp tác với người đó ngay lập tức. Chị Bạch yên tâm đi, tôi sẽ không để chị thất vọng đâu. Hừ, tôi không tin tên nhãi này có thể gây nên được sóng gió gì. Chờ cậu ta thua cuộc, để tôi xem cô Bạch còn gì để nói nữa. Ấy chà, người đại hạ mấy người đúng là ăn hại thật. Tên quê mùa như này cũng được tới tham gia buổi đấu giá này sao? Thằng ngu si, không đi làm game nữa mà tới tranh đất à? Công ty Nhậm Địa Ngục chúng tôi không thiếu gì ngoài tiền, cậu quản được tôi chắc? Nếu ông đã muốn chết như vậy, vậy đừng trách tôi ác. Chào mừng các vị tới buổi đấu giá ngày hôm nay.
bây giờ tôi sẽ bắt đầu đấu giá miếng đất đầu tiên. Miếng đất ở Tây Sơn, giá khởi điểm 1 triệu tệ, 1 triệu tệ, 1,5 triệu tệ, 4 triệu tệ, 5 triệu tệ. Tên ngốc mắc bẫy rồi, để xem hôm nay tôi khiến ông táng ra bại sản thế nào nhé. 8 triệu tệ, 20 triệu tệ, 30 triệu tệ. Cậu điên rồi sao, tên quê mùa đại hạ này có mắt nhìn khá tinh tường. Miếng đất này tuyệt đối không thể để hắn lấy được. 50 triệu tệ. Được thôi, ông thắng rồi. Cậu đấu với tôi à, chỉ có nước chết thôi. Miếng đất tiếp theo là đất ở làng Tiểu Vương Tây Sơn, giá khởi điểm 40 triệu tệ. Trời ơi, người Nhật bổn định vậy, mới bắt đầu đã ra giá cao, cô tưởng công ty nhận địa ngục chỉ được cái mã à? Phía sau người ta là tập đoàn tài chính đó, không thiếu gì ngoài tiền. Thôi, loại tôm tép như chúng ta, căn bản không cùng đẳng cấp với người ta. 41 triệu. 50 triệu. 51 triệu. 100 triệu. Honda Musi à? Honda Musi đặt một cái bẫy cho ông. Ông lại nhảy vào đó. Cái tên này bố ông đặt cho ông chính xác quá. Được, ông giỏi, của ông tất. Cao Khoa, một thằng nghèo đại hạ. Vẻ kiêu ngạo vừa nãy đi đâu rồi? Ha ha ha, phần bất động sản tiếp theo, công viên Long Đỉnh Tây Sơn, 40 triệu. Phần bất động sản tiếp theo, 50 triệu. Hôm nay tất cả bất động sản của đều bị Honda Suzuki này ôm trọn rồi, hết cách rồi. Người ta có tiền. Còn Cao Khoa đó, lần nào cũng chỉ thiếu một chút, không tiền mà còn giả vờ. Tôi thấy tập đoàn Đức Thắng đã cạn kiệt rồi. Hay là chúng ta cái tên Nhật Bổn này đi. Tôi thấy được. Cao Khoa, cậu ngồi đây. Không đấu giá được mảnh đất nào, cậu còn ở đây làm gì, cậu mau cút ra ngoài đi. Đừng có tiếp tục mất mặt ở đây nữa. Ha ha ha, vội cái gì chứ, ông Suzuki, còn lâu mới kết thúc hội bán đấu giá mà. Tôi xem cậu có thể kiên trì, đến lúc nào. Thằng ngu này vừa nãy đã mua mấy mảnh đất chắc cũng không còn tiền rồi. Làng ngư cảng bờ biển phía đông. Mảnh đất đáng tiền nhất này là của mình rồi. Mảnh đất tiếp theo, trang trại cá làng ngư cảng bờ biển phía đông, giá khởi điểm 2 triệu. Chị Bạch, lấy nó đi, 2 triệu. Cô Bạch điên rồi à, lấy mảnh đất đó làm gì? Rút vốn, rút vốn. Ban đầu giá kết thúc phải rút vốn ngay. 2 triệu lần 1, 2 triệu lần 2. Còn ai ra giá nữa không? 2 triệu lần 3, chốt. Cao Khoa, chị đây, giao cả tài sản và tính mạng cho cậu hết rồi, cậu đừng để tôi lỗ đó nha. Yên tâm đi chị Bạch, đảm bảo chị không lỗ nổi. Mảnh đất tiếp theo, là ngư cảng bờ biển phía đông, rồng quay đầu, giá khởi điểm 3 triệu. 3 triệu, 4 triệu. 5 triệu, 6 triệu. 8 triệu. Không muốn nữa. Cậu không sao đó chứ, tốn 8 triệu mua một nơi hoang tàn như vậy. Cậu có biết đó là nơi nào không? Ở đó chỉ toàn vách đá. Vậy sao? Tôi thấy tốt, đáng giá mà. Nơi này, sau này xây xong sạn đạo sẽ trở thành địa chỉ. Chỉ riêng xây khách sạn nhà trọ thôi đã kiếm được đống tiền. Cậu kiềm chế một chút, đừng làm hỏng việc. Chị Bạch, khi chị vừa quen tôi kiếm 1 triệu. Cần thời gian khoảng 10 ngày. Đúng, tôi biết cậu kiếm tiền giỏi. Nếu không phải tôi thấy cậu là một kỳ tài thương mại, tôi đâu thèm để ý đến cậu. Còn bây giờ, tôi muốn kiếm 100 triệu. Đại khái cần một tháng à? Không, là một ngày. Cao Khoa, tôi biết cậu kiếm tiền giỏi, nhưng một ngày kiếm 100 triệu, hơi bị khoác lác nha. Chị Bạch, chị không tin tôi thì thôi, sớm muộn tôi cũng sẽ khiến chị ngạc nhiên. Đúng rồi, chút nữa khi đấu giá là ngư cảng, nhất định phải giành được trong khoảng 30 triệu. 30 triệu. Một nơi hoang tàn như vậy mà đáng 30 triệu, cậu điên à? Tiếp theo là mảnh đất chính là ngư cảng bờ biển phía đông. Giá khởi điểm 5 triệu. 5 triệu. 6 triệu. Cao Khoa, tăng giá đi. Còn tăng à, tôi cứ thấy bị lỗ sao ấy. Mảnh đất này tôi không muốn. Thật sự không lay động được à, dẫn mấy người kiếm mấy người đều không cần. Xem ra tiền này tôi chỉ có thể tự kiếm thôi, 15 triệu. Đầu Cao Khoa bị cửa kẹp à, cái làng ngư cảng hoang tàn đó cùng lắm chỉ 10 triệu, thế mà cậu ta lại tiêu thêm 5 triệu nữa, chả trách kinh tế đại hạ lạc hậu như vậy. Vì thằng ngốc như Cao Khoa này thật sự quá nhiều. Ông Honda, hội bán đấu giá vẫn chưa kết thúc, ai cười đến cuối cùng còn chưa chắc đâu. Ha ha ha. 15 triệu, chúc mừng quý ngài này. Đã đấu giá được làng ngư cảng. Thằng nhãi này ăn mặc có vẻ nghèo, còn thích giả vờ. Chỗ tiền đó của cậu ta, chắc vách cả tiền mua quan tài rồi. Cao Khoa, cậu cũng cứng miệng thật. Các vị, công ty nhập địa ngục chúng tôi bây giờ tiến hành gọi thầu với thương nhân đại hạ. Mấy
mấy người có thể dùng tiền của mấy người để đầu tư vào công ty Nhậm Địa Ngục chúng tôi. Chúng tôi có thể khiến mấy người phát tài, kiếm đống tiền. Công ty Nhậm Địa Ngục, nhân vật lớn quốc tế như vậy mà tiếp nhận sự đầu tư của thương nhân Đại Hạ à? Rút vốn. Phải rút vốn. Không vấn đề, mấy người muốn rút vốn có thể rút bất cứ lúc nào. Nhưng thời gian chắc cũng gần đến rồi. Gần đến cái gì cơ? Tin tức nhật báo kinh tế mới nhất, sau khi phòng xây dựng đô thị thành ủy chính quyền thành phố nghiên cứu quyết định từ hôm nay sẽ quy hoạch làng ngư cảng bờ biển phía đông thành trung tâm kinh tế, dốc sức phát triển khoa học kỹ thuật, thương mại và du lịch xung quanh đó. Ôi trời. Cao Khoa, sao cậu thần kỳ thế? Sao cậu biết làng cư cảng sẽ khai thác phát triển? Bảo tôi mua hai mảnh đất này cũng có nghĩa là trực tiếp kiếm được mấy chục triệu tệ rồi. Đâu chỉ mấy chục triệu, nếu chúng ta cũng đầu tư vào hai mảnh đất này, chỉ mỗi lợi nhuận hàng năm cũng cao đến đáng sợ. Đây đúng là con gà đẻ trứng vàng. Cao Khoa, cậu để chị đây kiếm nhiều tiền như vậy, cậu nói xem tôi nên báo đáp cậu thế nào? Chị Bạch. Alo, alo Cao Khoa, ở đây có một hội giao lưu cổ phiếu, tôi có hơi không biết quyết định, muốn anh qua tham mưu giúp tôi. Được, tôi qua ngay. Trước khi tôi đến, cô đừng mua bất kỳ cổ phiếu nào. Được, đợi anh. Ôi trời, xin lỗi, bảo vệ đâu, qua đây quản đi. Nơi giao dịch cổ phiếu mà ai cũng vào được à? Nhìn xem đụng vào tôi kìa, cô nói chuyện kiểu gì thế, ồ. Trông cô ăn mặc quê mùa như vậy, chắc đến tìm đại gia à? Đừng nghĩ ai cũng như cô. Tô màu son này giả vờ ngây thơ à? Không thể nói lý, phiền cô nhường đường, đừng ảnh hưởng đến việc tôi đợi bạn. Này, bạn, chắc cô đang đợi đại gia của cô à? Nhưng trông cô ăn mặc quê mùa như vậy, chắc cũng không dụ dỗ được nhân vật lớn gì. Trang Minh Tuyết. Này Cao Khoa. Tôi còn tưởng cô đang đợi nhân vật lớn nào. Nói nửa ngày hóa ra là thằng nhà quê này. Ôi trời, đề cao cô quá rồi. Tôi còn tưởng là nhân vật lớn gì, nói nửa ngày hóa ra là anh ta à. Cao Khoa không phải như cô nói đâu. Đúng đúng đúng, không phải con chó, mà là con ba ba. Vừa đến đã có con chó điên sủa loạn ở đây. Thật xui xẻo, anh nói ai là chó điên, tôi nói ai thì người đó tự biết. Cao Khoa, anh có biết giờ tôi có thân phận gì không? Anh dám nói chuyện với tôi như vậy. Nếu giờ anh quỳ xuống dập đầu 3 lần với tôi có thể nể mặt Đại Long tha cho anh lần này. Tôi thật sự không biết ai cho cô dũng khí đến nói chuyện cũng ra vẻ dạy đời người ta. Anh, cô Nhạc, cần gì phải so đo với anh ta? Cổ phiếu trước đây tôi mua cho cô hôm nay đã tăng vọt. Đúng vậy, cô Nhạc không chỉ xinh đẹp, tuổi còn trẻ, lại còn biết chơi cổ phiếu, đúng là tài mạo song toàn. Nghe thấy chưa, ở đây không ai không bái phục tôi. Tiểu Tuyết, thời này nhiều thằng la liếm ghê. La liếm mãi, cuối cùng chả la liếm được gì. Cao Khoa, anh, được. Cao Khoa, đừng chỉ biết nói miệng. Có bản lĩnh anh mua vài cổ phiếu cho mọi người xem đi. Cao Khoa, anh kệ cô ta. Tôi không hiểu về mấy cổ phiếu này. Tôi muốn anh qua giúp tôi. Tôi nghĩ xem đã, gần đây cổ phiếu tăng khá mạnh. Đúng, cổ phiếu Điện Công. Cổ phiếu này gần đây sẽ tăng mạnh. Tiểu Tuyết, mua cổ phiếu Điện Công. Cổ phiếu Điện Công, Cao Khoa anh có hiểu cổ phiếu không? Cổ phiếu Điện Công đã tăng hơn 1 tháng rồi, giờ đang đợi điều chỉnh đó. Còn cả cổ phiếu Rung Động Lực cũng tốt, có thể mua. Rốt cuộc anh có hiểu không? Rung Động Lực, cổ phiếu này đã giảm bao nhiêu năm rồi, thực lực như vậy mà còn giả vờ trước cô Tinh Tinh, đúng là không biết viết chữ chết thế nào mà. Cô gái, hôm nay thằng nhà quê này sẽ lỗ thảm thôi. Được rồi, Nhạc Tinh Tinh, có thể cút xa khỏi tôi không? Đừng có tỏa ra mùi hôi thối ở đây nữa. Cao Khoa, anh, mấy cổ phiếu hôm nay anh mua mà lãi, tôi sẽ quỳ xuống trước anh, trước mặt mọi người gọi anh là bố, sao nào? Nhưng nếu anh thua, anh hãy cởi sạch, ra ngoài cửa quỳ xuống nói tôi là thằng nhà quê. Được, Nhạc Tinh Tinh, cái này là cô nói nhé. Ơ Cao Khoa, anh đừng làm việc cả tính. Không sao, được một cô con gái miễn phí, tội gì không nhận. Giả vờ tiếp đi, xem chút nữa anh xử lý thế nào. Mau nhìn kìa, cổ phiếu Điện Công lại tăng rồi. Ôi trời, cổ phiếu Điện Công luôn tăng. Cái này rất bình thường, chút nữa sẽ giảm thôi.
Cao Khoa, anh đừng ngông cuồng. Tôi muốn xem chút nữa anh khóc thế nào. Được rồi, tôi thấy cô nên nghĩ xem chút nữa nhận tôi là bố thế nào đi. Không hay rồi, không hay. Cổ phiếu cô Nhạc đề xuất đều giảm rồi. Của tôi cũng vậy. Làm sao đây? Bây giờ các vị đầu tư theo tôi không chỉ có thể cứu vãn tổn thất, không chừng còn có thể lội ngược dòng đó. Mọi người đừng tin anh ta nói. Tôi có tin nội bộ, mấy cổ phiếu tôi nói chắc chắn sẽ tăng. Cô Nhạc, sao cô không nói sớm, sớm biết có tin nội bộ, chúng tôi sẽ không lo lắng nữa, tôi thấy. Đây chính là mèo mù gặp chuột chết thôi. Đám ngu si này không biết nghe theo tin nội bộ của thằng khôn lỏi nào. Cứ đầu tư vừa đi, rồi đợi thua sạch tiền đi. Này, vẫn đang tăng. Không thể nào. Khí vận của cổ phiếu điện công đã hết. Sao lại tăng được nữa vậy? Cao Khoa, anh giỏi. Hai cổ phiếu anh nói đều tăng rồi. Đây còn chưa là gì. Mình nhớ không nhầm, tổng tăng trưởng cả năm của cổ phiếu điện công có thể đạt được 293%. Sớm biết thế đã mua theo thằng nhãi này rồi. Ít nhất đủ tiền mua một chiếc xe sang rồi. Không phải nói hả? Tôi đã giấu vợ tôi, cược tất cả tiền trong nhà vào đây rồi. Phát tài rồi. Này, Tiểu Tuyết, giờ cô cũng là một phú bà nhỏ rồi. Chú ý hình tượng thục nữ đi. Cao Khoa, cảm ơn anh nhé, giúp tôi chớp mắt kiếm được nhiều tiền như vậy. Không sao, chúng ta là bạn tốt mà. Chỉ là bạn tốt thôi sao? Cao Khoa này quả nhiên có bản lĩnh. Xem ra không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Tuổi trẻ tài cao, trông cũng đẹp trai. Nếu tôi có con gái, chắc chắn sẽ gả vội cho cậu ấy. Này, cô Nhạc, đừng nhăn nhó mặt mày nữa, nói gì đi. Tôi thừa nhận anh rất giỏi. Thôi vậy, này, đừng vội đi. Hình như cô quên gì đó rồi. Tôi quên gì? Vừa nãy hình như có ai đã cược với tôi, thua thì quỳ xuống gọi tôi là bố. Tôi chưa từng nói, anh nhớ nhầm rồi. Vừa nãy cô nói tôi cũng nghe thấy. Đã nói thì phải thực hiện. Đúng rồi, hại tôi thua nhiều tiền như vậy, không được đi. Phải quỳ xuống xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Gọi đi, gọi đi. Bây giờ ngưỡng cửa nơi giao dịch cổ phiếu thấp thế à? Con chó con mèo nào cũng vào được hả? Anh Trương, cuối cùng anh cũng đến rồi, anh mau xem đi. Chân em bị bọn họ bắt quỳ sưng lên rồi. Cục cưng nhỏ của anh xoa cho em. A ha ha ha, ôi đau quá. Anh Trương, anh chậm thôi, đau chết mất. Thằng chó nào không có mắt, dám bắt nạt Tinh Tinh nhà tôi, to gan quá. Còn là ai được nữa, dĩ nhiên là anh ta rồi. Còn cô ta, con khốn kia nữa, nói nửa ngày thì ra là thằng nhãi này. Sao nào, kiếm được ít tiền đã thấy mình có thể ngang ngược rồi à? Nghe nói Trương Duệ Quốc gần đây đi theo ông Honda của Nhật Bản đầu tư đã kiếm được không ít tiền. Đắc tội với người của Trương Duệ Quốc không có kết cục tốt, ít nhất tiền tôi kiếm được là sạch sẽ, không giống ai đó làm chó Nhật Bản để kiếm tiền. Sao nào, đêm tiêu không thấy bóng tay à? Tiền sạch sẽ, ha ha ha. Cậu làm tôi cười chết đó. Cậu hỏi bà con lối xóm xung quanh xem, ai chẳng biết cậu là một thằng nghèo kiết xác, ha ha ha. À, tôi phổ cập cho mọi người về sự tích anh hùng trước đây của Cao Khoa này. Lúc đầu cậu ta nợ một đống tiền, vợ suýt còn bị tôi chơi. Sao nào, gần đây vợ cậu làm ăn tốt, lại cho cậu chút tiền, lại phát tài rồi à? Ha ha ha. Anh này, xin anh nói chuyện tôn trọng chút, ở đây là nơi giao dịch cổ phiếu. Ừm, nơi giao dịch cổ phiếu. Cô này, phiền hỏi người bên cạnh cô, cậu ta biết chơi cổ phiếu không? Đúng, đừng tưởng vừa nãy mình may mắn kiếm được chút tiền nhỏ đã cao hơn người một bậc, chó thì mãi là chó thôi. Sao cô lại nhảy ra nữa vậy? Vụ cực vừa nãy thua còn chưa thực hiện nhỉ? Anh Trương, anh xem đi, anh ta lại bắt nạt em, cục cưng đừng vội. Giờ anh sẽ trả thù cho em, khiến thằng ngốc này trả lại gấp trăm lần những tủi nhục em đã chịu. Cười cái gì, thằng ngốc. Tôi nói vậy với cậu nhé, nói về chơi cổ phiếu tôi chỉ phục một người. Đúng đúng đúng, người đó tên Tường. Tôi uống say cũng giỏi hơn nó, bớt nói khoác. Người này khoảng thời gian trước chơi cổ phiếu kỳ hạn ở ngân hàng, vừa ra tay đã kiếm được vài trăm triệu. Người ta tặng danh hiệu thần cổ phiếu Thiên Nhãn, cậu ổn không? Thần cổ phiếu Thiên Nhãn, chẳng phải đang nói đến mình sao? Tôi bất tài, vừa hay cũng được thần cổ phiếu chỉ điểm một chút, kiếm được ít tiền nhỏ. Ha ha ha, chả trách Trương Duệ Quốc lại phát tài, thì ra là đệ tử ruột của thần cổ phiếu Thiên Nhãn. Thần cổ phiếu Thiên Nhãn nếu có thể dạy tôi vài chiêu thì tốt quá. Cao Khoa, cậu có dám cược với tôi không? Được rồi, anh nói xem chơi thế nào.
hai chúng ta mỗi người mua một cổ phiếu, trong một tiếng, của ai tăng cao thì người đó thắng. Người thua không chỉ phải quỳ xuống dập đầu, còn phải bò ra đất chạy ba vòng học tiếng chó sủa. Được được. Không được, như vậy dễ dàng cho anh ta quá. Cục cưng, em muốn sao cứ nói. Chút nữa người thua không chỉ phải hoàn thành điều kiện anh Trương nói, còn phải liếm sạch chân cho tôi. Ha ha ha, buồn nôn ghê, giết người chẳng qua là đầu rơi xuống đất thôi, thằng nhãi này hôm nay thảm rồi. Bắt đầu đi, ha ha ha. Để mình nghĩ xem, hôm nay còn có một cổ phiếu rất lợi hại. Tên, đúng. Phong Hoa Cao Khoa, giống tên của tôi. Mua nó, đúng là làm vừa mà. Thấy tên giống mình là mua. Tôi thấy thằng nhãi này chắc chắn là điên rồi. Tôi nói đúng chứ? Cậu ta hiểu cái gì, chỉ là nghĩ trong lòng, thích cái gì thì mua cái đó. Mọi người cứ đầu tư theo tôi, đảm bảo phát tài. Chúng ta theo Trương Duệ Quốc đi, dù sao cậu ấy cũng là đồ đệ của thần cổ phiếu Thiên Nhãn. Tôi theo, tôi cũng theo. Bắt đầu đi. Thằng nhãi, cậu thua chắc rồi. Đừng đắc ý sớm quá, còn lâu mới hết một tiếng mà. Vùng vẫy trước khi chết thôi. Wow, tăng rồi, Phong Hoa Cao Khoa tăng rồi. Tuyệt đối không thể nào. Sao nào? Đệ tử lớn của thần cổ phiếu Thiên Nhãn, sợ chưa? Cậu. Được rồi, xếp chưa? Đến lúc thực hiện lời hứa của anh rồi. Thôi bỏ đi, tôi lười tính toán với anh. Anh Trương, con khốn này. Nếu không vì cô, tôi có thể mất mặt như vậy sao? Cao Khoa, anh giỏi quá đi, chớp mắt đã kiếm được nhiều tiền như vậy, hơn nữa còn khiến Trương Nhuệ Quốc đó chịu thua. Cái này đều là anh ta tự chuốc lấy, hơn nữa chút tiền này chưa phải là nhiều. Thế mà còn không nhiều à, so với cơ nghiệp tương lai có thể sáng tạo thời đại. Những cái này chỉ là chuyện vặt. Cơ nghiệp tương lai. Cao Khoa, anh lại có kế hoạch mới rồi à? Thông minh. Tiếp theo tôi sẽ chuẩn bị đầu tư toàn bộ vào ngành Internet. Trong tương lai, Internet nhất định có thể thay đổi cả thời đại. Internet, Cao Khoa, thật sự không thể đầu tư. Bây giờ bị ảnh hưởng bởi sự phá hủy bong bóng của ngành Internet trong và ngoài nước đang kêu khóc. Thị trường rất ảm đạm. Thật sự không thể đầu tư. Những cái này chỉ là tạm thời. Bất kỳ ngành nghề nào phát triển đến một giai đoạn nhất định cũng sẽ xuất hiện hiệu ứng bong bóng. Nhưng mà, chuyên gia trong nước không hề coi trọng ngành Internet trong nước. Hơn nữa ngành Internet trong nước cũng chưa hình thành. Anh tùy tiện xông vào thật sự rất nguy hiểm. Không mạo hiểm sao có cơ hội. Thế tôi có coi như có cơ hội không? Minh Tuyết, tôi đã có vợ rồi, đừng nói đùa với tôi. Biết anh có vợ rồi, nếu không thì bổn tiểu thư đã dành anh về từ lâu rồi. Được rồi, nói chuyện chính. Tại sao anh lại nghĩ tương lai ngành Internet có cơ hội? Cô nghĩ xem, theo việc điều kiện vật chất của con người ngày càng tốt. Khi con người thỏa mãn được việc ăn no mặc ấm, tiếp theo sẽ cần nhất cái gì? Là gì? Là nhu cầu tinh thần. Con người được thỏa mãn phần vật chất, nhất định sẽ theo đuổi những thứ thuộc về tinh thần. Mà những cái này, dù là đọc, âm nhạc, tin tức, phim ảnh hay là trò chơi, đều là những điều con người cần về mặt tinh thần. Mà những cái này đều cần cơ sở Internet để phát triển. Là vậy sao? Mà trong tất cả nghiệp vụ Internet, trò chơi nhất định là một trong những ngành kiếm được nhiều tiền nhất. Tại sao lại là trò chơi? Đầu tiên, những trò chơi đi đôi với ngành Internet, nó đã tích hợp chức năng âm nhạc, phim ảnh, đọc sách, tin tức và kết bạn. Có thể vô cùng thỏa mãn nhu cầu giải trí của con người, không phải đơn giản là trò đánh quái mà mọi người biết thăng cấp lên. Ngoài ra, theo sự phát triển không ngừng của ngành kinh tế Internet, có sự đổi mới không ngừng của kỹ thuật, trò chơi cũng sẽ được vận dụng vào công nghiệp mô phỏng số hóa, thành phố thông minh, còn cả sáng tác phim ảnh, ngày càng có nhiều lĩnh vực khác nhau trong đó. Minh Tuyết, tiềm lực của ngành trò chơi không thể dự tính được. Không ngờ một ngành không mấy ai quan tâm, lại được anh mở ra như mỏ vàng. Bây giờ đúng là không mấy người quan tâm, mấy năm nữa, những người đầu cơ nhạy bén đó phát hiện vùng biển xanh này sẽ tranh nhau vỡ đầu, chen chân vào đó. Cao Khoa, anh đang nghĩ gì vậy? Không có gì, đúng rồi, công ty của cô gần đây sao rồi? Cũng ổn, may mà anh cho tôi mượn tiền, công ty mới có thể vận hành bình thường. Nhưng tôi thấy ngành nghề bây giờ ngày càng khó làm, cái này cũng phải. Này, hay là tôi làm theo anh nhé? Làm theo tôi à?
Anh xem này, anh có khả năng quan sát nhạy bén rộng lượng, rất nhanh nhẹn trong giới kinh doanh. Tôi ấy tuy rất chăm chỉ, nhưng lại không hiểu rõ về bản thân, không nhanh nhẹn trên thương trường, chi bằng tôi đi theo cậu. Nhưng nếu đi theo tôi, lúc đầu có thể hơi mệt, khởi nghiệp đâu có ai không mệt, cậu yên tâm đi, tôi không mệt. Vài ngày nữa có một đại hội Internet quốc tế, chúng ta đi tìm cơ hội thôi. Được, chúc mừng chị tham gia cùng. Tôi mời chị ăn ở hàng ăn nhé. Được. Đi nào. Mấy người đều không ổn. Dịch Võ nhất định sẽ thành trang tìm kiếm đứng đầu cả nước. Cây xúc xích này tôi ăn một nửa. Đinh Tam Thạch, người sáng lập Dịch Võ ư? Dịch Võ là gì vậy? Nhiều trang tìm kiếm như thế. Alibaba tôi đây mới là nhà cung cấp dịch vụ lớn nhất của giới thương mại tương lai. Cho nên cây xúc xích này tôi phải ăn 1/3. Mã Ba Ba, người sáng lập Alibaba. Đều họ Mã, sao toàn anh tệ thế? Cánh cụt tôi đây là người dẫn đầu lĩnh vực thông tấn trong nước, cho nên tôi phải ăn cây xúc xích này. Mã Nguyệt Đằng, người sáng lập cánh cụt, dừng lại. Đến bây giờ, cánh cụt còn chưa lời, anh còn dám nói. Phải ăn thêm ư, cánh cụt sớm muộn gì cũng sẽ bán được, đưa cho tôi. Để tôi, đưa tôi đi. Đưa tôi. Đưa tôi đi, đưa tôi đi. Này, Cao Khoa, cậu cứ nhìn họ làm gì? Ba người họ là thiên tài thời đại mới trong giới Internet đấy. Ba người. Chỉ gọi một cây xúc xích sao? Đứng dậy cho tôi chú ý mấy người lâu lắm rồi. Hai tiếng mấy rồi? Ai cũng giống mấy người, sao tôi kinh doanh nữa? Này, đợi đã. Không có việc của cậu, bớt quản chuyện bao đồng. Ông chủ, nếu ông đuổi họ đi, sẽ hối hận đấy. Đuổi ba tên nhà nghèo này đi, tôi sẽ hối hận sao? Họ đến cơm còn ăn không nổi, tôi đuổi họ, tôi hối hận ư? Không thể nói như thế, ai cũng có lúc khó khăn mà. Đừng thấy bây giờ họ ăn không nổi cơm, đợi sau này họ bao hết quán ăn trên đường này, cũng không thành vấn đề. Chém bay nóc nhà luôn đấy. Cậu là ai vậy? Đây là Cao Khoa. Cao Khoa. Cao Khoa. Cậu chính là thánh cổ phiếu đã lời mấy trăm triệu sao? Cao Khoa. Đúng vậy, là tôi. Xếp Cao. Tôi là dân chợ búa. Nói chuyện hơi bổ bã, những lời lúc nãy, cậu đừng để ý nhé. Không sao, tôi sẽ mời ba người họ ăn cơm, có món ngon gì cứ mang lên hết. Cậu là Xếp Cao ư? Anh Đinh khách sáo rồi, gọi tôi Cao Khoa là được. Này cậu biết chúng tôi à? Đương nhiên biết rồi, Mã Ba Ba. Mã Nguyệt Đằng. Đinh Tam Thạch. Mấy anh là thiên tài hiếm có của thời này đó. Xếp Cao, gọi tôi Cao Khoa là được. Người xuất thân nông thân như chúng tôi không quen gọi là sếp. Được, vậy thì anh Cao. Ha ha ha. Anh Cao à, lúc nãy anh bảo chúng tôi là nhân tài thời đại này sao? Đúng vậy. Lúc nãy đang bàn phấn khích, sao bây giờ còn khiêm tốn? À anh Cao à, anh cũng không hiểu rõ chúng tôi. Sao mà biết chúng tôi phải nhân tài không? Đương nhiên hiểu rồi. Alibaba, hãng cung cấp dịch vụ thương mại cho doanh nghiệp nhỏ và tầm, chuyên cung cấp dịch vụ quảng cáo và thiết kế cho họ, đúng không? Còn cánh cụt, dẫn đầu mạng thông tấn, lượng người dùng đăng ký vượt hơn 100 triệu người. Còn anh Tam Thạch nữa, anh là trang tìm kiếm tiếng Trung đầu tiên trong nước và là hệ thống email miễn phí đầu tiên, là sự tồn tại đặc biệt nhất trong tất cả trang mạng. Anh điều tra chúng tôi sao? Không có, nhưng tôi biết. Với cả còn biết, bây giờ ba người đang gặp khó khăn kinh tế, tôi có thể đầu tư các anh. Thật sao? Anh Cao, chỉ cần anh chịu đầu tư Dịch Võng, tôi chịu nhường 30% cổ phần công ty. Anh Cao, tôi có thể nhường 50% cổ phần. Cánh cụt đây nhường 100%, chỉ cần giữ lại đoàn đội của tôi và tôi. Anh Mã, mọi việc đều có thứ tự trước sau, tôi đã nói trước mà. Anh đừng nói, tránh ra. Tôi nói này, cổ phần của anh còn không nhiều bằng tôi. Đúng, tôi nhường nhiều hơn, chọn tôi đi, đầu tư tôi đi. Được rồi, các anh yên tâm đi. Tôi đã bảo sẽ đầu tư thì chắc chắn sẽ đầu tư. Anh Cao là thật sao? Anh Tam Thạch, tuy Dịch Võng làm về trang tìm kiếm, nhưng mảng này cạnh tranh quá khốc liệt. Ví dụ lỡ như gặp bong bóng Internet thì sao? Ngành này rất bấp bênh. Đúng thật là vậy. Tôi đã rất băn khoăn về điều này. Anh Tam Thạch chẳng lẽ chưa từng nghĩ làm trò chơi online sao? Trò chơi online ư? Đúng, chúng ta làm game máy tính, tự mình phát triển và phát hành, thành lập phòng phát triển game riêng, dùng đề tài mà ông cha ta để lại, Tây Du Ký,
để làm cơ sở chắc chắn sẽ rất ăn khách. Chúng ta mua thêm các đầu game nổi tiếng ở nước ngoài, vừa học hỏi vừa nghiên cứu. Đến lúc đó phát triển sở trường, dấu sự định sẽ có được chỗ đứng vững chắc tại thị trường trong nước. Sao tôi chưa từng nghĩ đến nhỉ? Sếp Cao, anh đúng là thần. Đây là một số suy nghĩ của tôi thôi, cũng thích hợp để hợp tác dịch võng khi dịch võng phát triển không ngừng. Trong tương lai còn có thể lấn sân mảng nhạc online, giáo dục online. Những lý luận này hoàn toàn không có vấn đề gì. Anh Cao, không nói nhiều nữa, sau này Đinh Tam Thạch sẽ đi theo anh làm ăn. Tôi nguyện nhường 60% cổ phần dịch võng cho anh. Không, anh Tam Thạch, tôi không cần 60% cổ phần. Công ty vẫn do anh điều hành. Tôi cho anh 100 triệu, chỉ cần 40% cổ phần, toàn bộ kế sách do anh quyết định. 100 triệu ư? Còn nữa, anh Mã, công ty của anh bây giờ là làm mậu dịch theo lô. Theo mô hình B2B, đây là làm ăn giữa doanh nghiệp với nhau. Nhưng tôi cho rằng, khi Internet không ngừng phát triển, xã hội ngày càng số hóa. Đến lúc đó, như vậy sẽ không phát triển được. Ôi dào, tôi cũng nhận ra điều này. Nhưng bây giờ, vẫn chưa nghĩ ra cách giải quyết tốt hơn. Tôi cho rằng, nên để người tiêu dùng liên hệ với nhà bán, phá vỡ bức tường mậu dịch giữa họ. Hay đấy, đến lúc đó, chúng ta sáng lập một nền tảng mua bán online, tên là nền tảng mua sắm online Đảng Mỹ. Chúng ta có thể chuyển người tiêu dùng và người bán thành người dùng của chúng ta, dẫn dắt họ vào nền tảng để họ giao dịch trực tiếp trên nền tảng. Chúng ta sẽ thu phí cọc với nhà bán, nhưng chúng ta có thể quảng cáo thu phí cho họ. Sau khi buôn bán ổn định dần, còn có thể đặt quảng cáo để kiếm thêm lợi nhuận. Hay quá đi mất. Còn nữa, sáng lập nền tảng thanh toán trực tuyến. Đến lúc đó, liên kết với tài khoản Đảo Mỹ, có thể dùng đánh giá độ đáng tin khi hai bên giao dịch. Đến lúc đó có thể thu hút thêm người dùng, sử dụng ví online, phát triển trong ngành tài chính. Đúng là hay thật đấy, ha ha ha. Anh Mã, anh nhất định phải thử theo cách tôi nói. Chỉ cần phát triển dần, tôi đảm bảo đến lúc đó, Alibaba sẽ thành nền tảng mua sắm online hàng đầu toàn cầu. Được, tôi sẽ đầu tư thêm 100 triệu cho anh, chỉ lấy 40% của anh. Ôi, anh Cao, cảm ơn, cảm ơn. Tôi luôn luôn là đệ của anh Cao. Được, tôi sẽ mong chờ sự huy hoàng của anh Mã. Cao, còn tôi nữa, cánh cụt của tôi đến giờ còn chưa bán được. Phải làm sao đây? May là anh chưa bán được, anh không thể nào tưởng tượng cánh cụt sẽ đáng giá ra sao trong tương lai đâu. Nhưng bây giờ đầu tư càng lúc càng nhiều vào, nhưng chẳng thu lời được, phải làm sao? Chẳng lẽ anh không tự nghĩ thử? Với lượng người dùng bây giờ của cánh cụt đã vượt hơn 100 triệu người, mà còn tự nhốt mình trong lĩnh vực thông tấn à? Sao không lấn sân những lĩnh vực khác? Có rất nhiều như game, nhắn tin, video call vân vân. Rất nhiều, hướng nào mà không có tiềm lực chứ? Tôi cho rằng nếu muốn thay đổi cánh cụt, đầu tiên là phải nâng cấp, phải mở tính năng hội viên trả phí. Mỗi một hội viên trả phí đều có quyền lợi hội viên riêng, có nhãn hội viên riêng. Với cả người dùng cánh cụt, còn có thể mở không gian riêng, có thể đăng văn bản, ảnh, video trong không gian riêng. Gì cũng được. Người dùng cánh cụt có thể nhấn like cho nhau. Thú vị biết mấy. Đến lúc đó, người dùng sẽ nhiều hơn bây giờ. Anh Cao, sao anh có nhiều suy nghĩ đi trước thời đại thế? Sau này cánh cụt sẽ thuộc về anh. Mã Nguyệt Đằng, tôi nguyện làm công cho anh. Anh Mã, tôi không cần cánh cụt của anh, cũng sẽ cho anh 100 triệu tiền đầu tư, chỉ lấy 40% cổ phần. 100 triệu, đã nhiều hơn giá trị thị trường của cánh cụt. Đừng nói là cánh cụt nữa. Anh Cao muốn mua Alibaba, 100 triệu cũng đủ mua. Anh Cao, sao anh lại tốt với tôi thế? Vừa đầu tư số tiền khủng, vừa đề xuất ý tưởng mới mẻ. Đó là vì những gì tôi đầu tư không chỉ là doanh nghiệp có thể thay đổi thời đại này, mà còn là những thiên tài có thể thay đổi thời đại như các anh. Không hổ danh là người dẫn đầu mạng Internet, uống giỏi thật đấy. Công ty còn có việc, tôi đi trước đây. Hả? Tôi bảo công ty có việc, tôi đi trước đây. Được. Cao Khoa, không hay rồi, xưởng đã bị đập phá. Cái gì? Anh định làm gì? Đoán đi. Tên họ Cao không ở đây. Cô có phải nên bồi thường tôi thay cho hắn không? Anh ấy nợ gì mấy người? Tôi sẽ bảo anh ấy trả khi quay lại. Không cần đâu, cô xinh đẹp như vậy, không thể để tên đó hưởng được. Hay là cho tôi hưởng chung đi. Ha 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 ha. Trương Duệ Quốc ngủ với cô không thiệt thòi đâu. Thiện Đại Long,
em có còn là em trai chị em không? Em bảo chị đi ngủ với đàn ông khác à? Chị nghĩ xem, tôi là muốn tốt cho chị, đúng không? Ha ha ha. Cục cưng, qua đây đi. Ha ha ha. Á. Thả tôi ra. Dừng tay lại. Dừng tay. Trương Duệ Quốc, phá xử tôi ư? Còn ức hiếp vợ tôi, anh muốn chết à? Tên họ Cao, ai sống ai chết còn chưa biết chắc nó. Mày ba lần bốn lượt sỉ nhục tao, để tao mất mặt. Mày tưởng làm như vậy là được à? Là anh tự chuốc lấy cả. Được, hay cho câu tự chuốc lấy. Hôm nay, để tao cho mày biết thế nào là tự chuốc lấy. Đi đi, phê hắn cho tao. Cao Khoa, lỗi mày là đã động vào người của Trương Duệ Quốc. Cũng không nên động vào tao. Hôm nay tao sẽ dạy mày cách làm người. Dám động anh Cao, đã hỏi chúng tôi chưa? Các anh em, xông lên nào. Ba ông lớn ngành mạng đánh nhau giúp tôi. Nói ra ai mà tin chứ? Sao có thể chứ? Động vào anh Cao à? Mấy người muốn làm gì? Tao nói mày nghe, nếu dám động tao thì mày sẽ chết chắc. Trương Duệ Quốc, để tôi cho anh biết tự chuốc lấy là như thế nào. Á, tên họ Cao, tao phải giết mày. Này, Cao, cậu thật sự đã đánh Cao Khoa vào viện ư? Đúng, không dạy cho anh ta một bài học, anh ta không biết đâu. Cao Khoa, ngầu quá. Đừng, đừng như vậy, trên đường nhiều người, bị nhìn thấy sẽ không tốt đâu. Ôm chút có sao đâu, thiệt thần đâu có để tâm. Đây không phải vấn đề để tâm hay không, thằng ngu. Lại là thằng này nữa. Ông Honda, vừa gặp mặt đã mắng chửi, không hay lắm đâu. Dân tộc bọn tôi mắng cậu, cậu nên cảm thấy vinh dự mới phải. Đến đây làm gì, loại người đại hạ quê mùa như mấy người không có tư cách tham gia hội nghị cao cấp đâu. Ha ha, Honda, quản kỹ chó của ông, đừng để nó cắn người linh tinh. Đúng là không biết điều. Chúng ta đi nào. Không ngờ tên Honda này cũng đến. Nhậm Địa Ngục là tập đoàn lớn đấy. Đi thôi. Chào mừng mọi người tham gia Đại hội Internet quốc tế tại Lạc Thành. Hôm nay chúng tôi đã mời quản lý của công ty ác to nước Nam Hàn, anh Kim Boom. A Nhâm Ha Sejo, tôi là Kim Boom, may mắn có cơ hội tham gia Đại hội Internet lần này. Tôi thay mặt công ty ác to cho các vị đấu giá quyền phát hành độc quyền game của công ty chúng tôi. Công ty ác to này là công ty chuyên game online. Đúng, chính công ty này, công ty của họ rất xuất sắc, bán rất tốt ở thị trường Nam Hàn. Hôm nay có ra sao cũng phải lấy được quyền phát hành game. Cao Khoa, game của công ty này như nào? Có thật tốt như thế không? Có một game tên Truyền Kỳ không tệ, nếu có thể mua về nước ta, chắc chắn sẽ rất ăn khách. Kim Boom, đây là 30 triệu yên Nhật, hy vọng cậu có thể nhận lấy, tình bạn chúng ta trường tồn. Được thôi. Ông Honda, tình bạn trường tồn. Nếu hôm nay ông thích game nào, thì game đó của ông. Game đầu tiên, Vương Quốc Cuối Cùng, giá khởi điểm 1 triệu, 1 triệu 1, 1 triệu 2, 1 triệu 3, 1 triệu 4. Còn có giá cao hơn không? Chúc mừng ông Honda, nhận được quyền phát hành độc quyền game Vương Quốc Cuối Cùng. Tại sao chứ tôi ra giá cao hơn mà? Tất cả do tôi quyết định, nếu anh không định đấu giá tiếp, có thể cút đi ngay. Đây là đang thiên vị rõ ràng mà. Cao Khoa, chúng ta có đấu giá nữa không? Phải đấu giá. Tôi không tin, tôi ra giá cao hơn Honda nhiều mà Kim Boom sẽ không bán cho tôi. Game thứ hai, Truyền Kỳ, giá khởi điểm 2 triệu. Loại game rác mà dám đấu giá 2 triệu. Đúng là khủng. Tôi nghĩ cậu ta muốn moi tiền chúng ta. Loại game rác này thì tôi không dành với họ nữa. E rằng cũng không thằng ngu nào mua. 3 triệu. Tên này có bị ngu không? Loại game rác này mua về làm gì? Ha 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 ha. Cậu Cao,
dùng lời mấy người nói, cậu đúng là ngu người. Không thấy game này không ai đấu giá à? Honda, đừng ăn nói quá đáng quá. Sao? Họ không đấu giá, thì tôi không ra giá được à? Nếu anh Cao thật sự cần đầu game này, tôi sẽ bán cho anh. Đợi đã. Tôi ra giá 3 triệu rưỡi. Ông Honda, game này không đáng giá đó. Được 2 triệu khởi điểm cũng nhờ tôi tự bỏ tiền ra. Kim Boom, cậu yên tâm đi. Đây là việc riêng của tôi, người đại hạ. Trước đó từng sỉ nhục tôi ở hội đấu giá đất. Hôm nay tôi phải sỉ nhục cậu. Không thể để cậu mua được bất kỳ đầu game nào. Vậy à, để xem ông có bản lĩnh này không đã. 5 triệu, 6 triệu, 7 triệu, 8 triệu, 10 triệu. 10 triệu. Anh ra giá 10 triệu à? Đúng vậy. 10 triệu, 10 triệu. Ha 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 ha. Cậu Cao, cậu bị điên à? Để lấy lại mặt mũi. Tôi nghĩ cậu điên thật rồi. Nhưng, cậu có thể quỳ xuống năn nỉ tôi có thể nhường nó cho cậu. Chậc, này, là ông không ra giá nổi. Muốn năn nỉ cũng là ông năn nỉ tôi. Hôm nay, tôi phải để cậu xem thử sự oai phong của gia tộc Honda. Tôi ra giá 20 triệu, 30 triệu, 40 triệu, 50 triệu. Tôi ra giá 100 triệu, 100 triệu. Lão già này bị mất trí rồi à, ông Honda? Hay là ông ra giá lại đi? Ông bình tĩnh chút, tôi có cách để ông đấu giá lại. Kim Boom, cậu không cần lo lắng. Đây là hành động cá nhân của tôi, dù tôi mua nó về vứt nhà vệ sinh, cũng không thể để cậu ta mua. Honda, ông tên Suzuki mà không ngờ ông cũng Sukana thật. Trò chơi giá 2 triệu mà ra giá lên đến 100 triệu, ngu mới rảnh với ông. Baka, Cao Khoa, tôi biết cậu đang cố tình chọc chó mà. Làm tốt lắm. Không, tôi nhất định phải lấy được trò chơi này. Cái gì? Cao Khoa, 100 triệu đã là gấp 50 lần giá gốc rồi. Không đáng để tăng thêm nữa đâu. Đúng, không cần phải tốn tiền, chỉ để tranh oai với lão. Không, giá trị của trò chơi này vượt xa sức tưởng tượng của mọi người. Bây giờ, tốn 200 triệu, sau này chúng ta sẽ kiếm được cả chục tỷ. Cả chục tỷ. Tôi trả 200 triệu. 200 triệu. Cái gì? Cậu trả 200 triệu. 200 triệu, chốt đi. 200 triệu, anh sẽ được độc quyền phát hành. Khoan. Ông Honda, vẫn muốn tăng giá hả? Tôi trả 300 triệu. Tôi trả 400 triệu. Cái gì? Cậu trả bao nhiêu cơ? Lão già, tai ông có vấn đề hả? Tôi nói tôi trả 400 triệu. 400 triệu. Anh trả nổi không? Tôi trả nổi hay không? Chủ nhà anh sẽ biết. Honda, nếu ông không dạy được con chó nhà ông, thì để tôi dạy. Baka. Baka. Tôi hỏi cậu, giờ chúng ta còn bao nhiêu? Chắc là khoảng 370 triệu. Baka. Bây giờ quay về, bán cho tôi mảnh đất mà trước kia tôi đã đấu giá được ở đại hạ, gom thêm 30 triệu nữa. Nhưng mảnh đất ấy, ông đã tốn mấy trăm triệu mà. Baka. Còn không mau đi. Kim San, tôi cũng trả 400 triệu. Như vậy không hợp lý. Chúng tôi đã trả 400 rồi, ông mà còn tăng giá thì sẽ phải rút lui. Đúng vậy. Ông cầm mấy đồng tiền đó về dưỡng già đi. Baka, Kim San, xin lỗi. Trừ phi các người trả giá cao hơn ông Honda, không thể thấp hơn 400 triệu. Nếu không, con game này sẽ thuộc về Honda. Dựa vào đâu chứ, chúng tôi ra giá 400 triệu trước mà. Sao, hai người muốn làm loạn trật tự đấu giá hả? Thì sao, hai nước chúng tôi đều rất cao quý, cho các người đấu giá là nể mặt lắm rồi. Đấu với tôi, các người có thực lực này không? Tôi trả 500 triệu. Cái gì, 500 triệu? Điên rồi, điên hết rồi. Con game giá 2 triệu lại bán được 500 triệu, điên cả rồi. Miếng bánh lớn như thế này, sao có thể bỏ cuộc được? Gà đẻ trứng vàng đã về tay. Bây giờ, chỉ cần hoàn thiện thêm hệ thống cũ là sẽ cho con game này lên sàn.
nhưng mình cứ thấy thiếu gì đó. Cao, Cao Khoa. Cậu, cậu thật xấu xa. Đây là chuyện gì vậy? Chồng ơi, em với Bạch Thu Vi, ai đẹp hơn? Đương nhiên là em rồi, vợ yêu của anh. Chỉ giỏi lừa em. Sao lại lừa em được? Anh thề, anh mà lừa em, anh sẽ thành thái giám. Chồng, từ khi anh cầm con dao liều mạng, em cảm giác như anh biến thành người khác vậy. Không đâu, anh vẫn luôn là chồng em mà. Là em ảo giác thôi, em biết anh là chồng em rồi, nhưng mà không có nhưng gì cả. Anh chỉ yêu một mình em thôi. Giờ anh ngày càng thành công, gái đẹp nhiều vô kể. Em cảm giác em hơi kéo chân anh. Hay là chúng ta chia tay đi. Ngốc này, em nói gì vậy? Trước kia em đã chịu khổ nhiều, bây giờ khó lắm lắm chúng ta mới tốt lên. Sao em lại muốn bỏ anh đi? Sau này không được như vậy nữa. Nhưng em thấy chị Tiểu Bạch thích anh, mà anh cũng cần chị ấy giúp nữa. Anh và chị ấy chỉ đơn thuần là công việc. Em hãy nhớ, người anh yêu nhất mãi mãi là em. Em xin lỗi vì sai lầm của em mà chúng ta mất Manh Manh. Giờ em muốn sinh cho anh một đứa nữa. Cảm ơn vì đã luôn tin tưởng anh. Anh sẽ không để mất Manh Manh đâu. Dù là Manh Manh hay những thứ kiếp trước đã mất, mình nhất định phải tìm lại hết. Mình đã biết hệ thống quán nét phiên bản 2 thiếu cái gì rồi. Được rồi, đông đủ cả rồi. Hôm nay mời mọi người để tuyên bố một việc. Không biết lần này Lão Đại lại có thứ gì mới. Chúng ta cùng đoán xem. Đoán kiểu gì giờ? Lão Đại mỗi lần lấy ra thứ mới đều khiến người ta bất ngờ. Chắc chắn rồi, Lão Đại không tầm thường đâu. Bộ não của ba chúng ta gộp lại cũng không bằng. Chúng ta cứ chờ xem thôi. Được rồi, đừng đoán nữa. Đây là sản phẩm mới nhất của chúng ta. Hệ thống quản lý quán nét phiên bản 2. Nó và con game mới sẽ được đẩy vào hệ thống trên toàn quốc. Đẩy game mới thì tôi hiểu, nhưng trước kia không lâu, chúng ta đã đẩy ra phiên bản đầu tiên rồi. Đúng vậy, mà hệ thống đó, từ khi cho ra, người dùng phản ứng rất cao, giải quyết được vô số vấn đề phức tạp. Tôi biết mọi người có nghi hoặc vì sao đang bán được rất tốt phiên bản 1 mà bây giờ lại đẩy ra phiên bản. Đúng vậy, cậu giải thích đi. Có một câu, rèn sắt lúc còn nóng. Chúng ta đang rất nổi tiếng, thừa thắng xông lên. Thừa thắng xông lên. Tôi hiểu rồi. Chỉ cần có người sao chép, chúng ta lập tức đưa ra cái tốt hơn, đè đầu bọn họ. Đúng, hệ thống này không chỉ có thể đếm ngược thời gian, mà còn thêm hệ thống hội viên. Bọn họ nạp càng nhiều, tặng càng nhiều thời gian, cũng không phải lo, vì có thể offline bất kỳ lúc nào. Không hổ là Cao Khoa, hệ thống này quá đỉnh. Thật ra đây cũng chỉ là món khai vị thôi. Trong hệ thống này còn thêm chút tình cảm cá nhân của tôi. Mỗi một đứa trẻ biến mất đều là tổn thất lớn với một gia đình. Về Manh Manh, mặc dù tôi chưa biết con bé ở đâu, nhưng tôi chưa từng từ bỏ tìm kiếm. Sau khi đẩy hệ thống này ra, mỗi khi lên mạng, máy tính sẽ tự động nhảy ra, hiển thị tìm người. Không chỉ giúp tôi tìm con, mà còn cho hàng vạn gia đình ngoài kia một tia hy vọng. Cao Khoa, ý tưởng này rất hay. Vừa kiếm tiền nhờ hệ thống, vừa thúc đẩy xã hội, truyền thông thời nay chưa phát triển, phí tìm người không phải ai cũng gánh nổi. Có nó, tin rằng sẽ khiến vô số đứa trẻ mất tích tìm được nhà mình. Theo thông tin mới nhất, công ty công nghệ của Cao Khoa đã đẩy ra phiên bản hệ thống quản lý quán nét và cài thêm vào chức năng tìm người, mở ra miễn phí cho những gia đình mất con, đạt được đánh giá tốt. Tổng giám đốc Cao Khoa
tiêu nhiều tiền để tìm con gái. Ân nhân nào tìm được con sẽ được 100 triệu. Sếp, quý này, tỷ lệ cài đặt trên toàn quốc của chúng ta đã đột phá 75%. Vẫn chưa là gì đâu, mục đích của tôi không phải chỉ có mỗi thế. Hiểu rồi. Anh muốn quảng cáo game. Không hổ là tài nữ thương nghiệp, nói gì hiểu đấy. Sếp nhìn tôi làm gì vậy? Mặt tôi có sẹo đâu? Không có gì, rất tốt. Được rồi, tiếp theo chúng ta sẽ tuyên bố kế hoạch mới. Hiện nay con game này đã đặt nền móng tốt cho tương lai. Tam Thạch, hãy mở một trang web giao dịch đạo cụ game. Giao dịch đạo cụ game? Đúng. Có thể hiểu là bây giờ có nhiều người chơi không có được đạo cụ mình thì phải mua từ chỗ người khác. Chúng ta sẽ là trung gian kiếm tiền phục vụ. Tôi hiểu rồi. Còn cả người đi làm nên phải mua nick từ người khác, đúng không? Chuẩn luôn. Nguyệt Đằng kết hợp với Tam Thạch nghiên cứu ra con game của riêng chúng ta. Bây giờ game tốt đều từ nước ngoài nhập khẩu vào, tôi thấy khó chịu vì cái nhất từ cao của họ. Sếp yên tâm, tôi sẽ lập tức nghiên cứu nó. Hai người này kiếp trước là đối thủ cạnh tranh, mong lần này hợp tác họ đừng đánh nhau. Sếp, Tiểu Đinh và Tiểu Mã đều có dự án để làm, còn tôi thì sao? Anh lão Mã cứ bình tĩnh, anh là quan trọng nhất đấy. Anh nhiều kinh nghiệm nên có trọng trách khác đây. Sếp, trọng trách gì vậy? Internet ngày càng phát triển, tôi muốn làm một hệ thống giao dịch online. Sếp, có thể chi tiết hơn không? Suy nghĩ này thâm sâu quá. Giống như chợ online vậy. Chợ online? Đúng, bây giờ vấn đề lớn nhất khi mua hàng là chúng ta tốn quá nhiều thời gian ở trên đường. Ngoài ra, mỗi khi đổi trả đều rất phiền. Tôi hiểu ý sếp rồi. Đó là người dùng không cần ra đường, vẫn có thể chọn thứ mình ưng, sau đó trả tiền online. Đúng, cho người bán đăng ảnh sản phẩm lên trang của chúng ta. Tốt nhất là có cả video, như vậy khách hàng sẽ xem được online. Vậy trả tiền thì sao? Nói đến đây, khách hàng và người bán đều không tin tưởng lẫn nhau. Đúng, cầm hàng mà không trả thì sao? Đơn giản, chúng ta làm trung gian. Khách hàng đưa tiền cho chúng ta, liên lạc với nhà bán, bảo họ phát hàng. Chờ khách thấy hàng ok, thì chúng ta trả tiền cho người bán là được rồi. Như vậy sẽ giải quyết được vấn đề không tin tưởng lẫn nhau. Đúng, số tiền này còn do chúng ta giữ tạm, chúng ta có thể cho vay hoặc đi đầu tư. Trừ phí phục vụ ra, còn có thể kiếm từ đầu tư, đúng. Còn hai thứ này nữa, phải chia ra mà làm. Một là trang web mua hàng online, hai là trang trung gian. Sếp, ý này thật sự quá hay. Nhất cử lưỡng tiện, lợi hại. Sếp, vậy tên của hai công ty này? Tôi đã nghĩ xong rồi, một là Shopee, hai là Momo. Hay quá. Bây giờ tôi sẽ làm ngay. Còn các anh cũng phải phối hợp với lão Mã. Mọi giao dịch online đều phải qua Momo. Cao Khoa, tôi không hiểu vì sao cậu lại quan trọng bên trung gian giao dịch hơn, chứ không phải sàn giao dịch. Đó là vì khi hệ thống tài chính online phát triển, nhân vật chính trong tương lai sẽ là giao dịch trực tiếp, có thể đột phá hàng nghìn tỷ. Đúng là cái này trông rất có tiềm năng, nhưng cậu có chém gió quá không? 100 tỷ đã là ghê lắm rồi, chúng ta cứ chờ xem. Được rồi, nói là còn hơi sớm, game sắp ra mắt rồi, chúng ta cần lo vụ này đã. Có phải sếp đã có kế hoạch rồi không? Không sai, con game này đều cần bỏ tiền để mua game. Sếp, vậy chúng ta cứ cho phí đất vào. Không, con game này hoàn toàn miễn phí. Miễn phí? Cao Khoa, cậu có ổn không? Cậu bị sốt à? Tôi tỉnh táo lắm. Nhưng mà chúng ta tốn bao nhiêu cọc mới mua game về được? Vì sao lại thế? Vì kiếm tiền. Đúng, vì kiếm tiền. Nhưng giờ miễn phí thì còn kiếm thế nào? Không chỉ là miễn phí, mà 3 ngày trước khi game ra, chúng ta sẽ cho người chơi được tặng quà 7 ngày. Thú cưỡi, cánh, vũ khí, kỹ năng, hiệu ứng. Tặng hết. Tặng nhiều vậy sao? Cậu điên rồi hả? Mọi người nói chuyện đi, tôi ra ngoài hít thở. Sếp, cô Bạch đi rồi, làm sao đây? Không sao, kệ đi.
chị ấy chưa tiếp xúc với lĩnh vực này nên không hiểu là bình thường. Kiếp trước, bao nhiêu con game rác đều phải dựa vào miễn phí mới thu hút được người chơi, kiếm vô số tiền. Nếu con game kinh điển này cộng thêm vài cách vận hành miễn phí, chờ đông người chơi thì mới thu phí đạo cụ. Tiền lúc đấy mới đầy túi, hơn là mua game. Sếp, thật sự là miễn phí sao? Liệu có? Tuy tôi cũng không hiểu, nhưng tôi tin Cao Khoa. Không sai, hôm nay sếp đã nhắc đến rất nhiều điều hay, lần này chắc chắn cũng không sai. Cảm ơn mọi người tin tưởng, chỉ cần đi theo tôi, vững vàng làm việc, tôi đảm bảo không ai thiếu phần. Mushi Mushi Baka, đừng có căng thẳng, nói chuyện từ từ. Nani, miễn phí. Miễn phí. Baka. Baka, có chuyện gì vậy? Mẹ kiếp, con game của Cao Khoa phát hành miễn phí. Baka, miễn phí. Qua đây, đi tìm người phụ trách các game lớn. Hiểu chưa? Baka. Sếp ơi, hỏng rồi, công ty chúng ta bị bao vây. Rất nhiều phóng viên và công ty game bất mãn vì chúng ta miễn phí game. Sếp, tạp chí game viết một bài lên án chúng ta, nói các công ty đều hạn chế chúng ta. Thật ra tôi đã sớm dự liệu được đây là tác động của công ty địa ngục. Vậy phải làm sao? Không sao, cứ ra ngoài gặp mặt. Cao Khoa, miễn phí game. Anh Cao, anh miễn phí game khiến các công ty khác tổn thất. Xin hỏi anh có giải thích gì không? Tôi nghĩ là không cần giải thích gì cả, chỉ là thủ đoạn cạnh tranh bình thường thôi. Cao Khoa, anh bày ra cho là hãm hại cả ngành, giết bố mẹ người, chặn đường tài lộ, anh muốn chúng tôi chết à? Cao Khoa, cậu thật xấu xa, bại hoại, sâu bọ trong ngành, cút khỏi giới đi, 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 cút đi, cút đi. Cao Khoa, làm sao đây? Không sợ, để xem ai muốn Mr. Cao. Cút khỏi giới. Đây là tổng giám đốc tập đoàn Microsoft. Hai người phía sau là ai vậy? Không biết, chắc là trợ lý. Mr. Bill, anh bị thằng nhóc này lừa rồi. Lương tâm của cậu ta quá tệ. Tôi rất tin tưởng Mr. Cao. Nay tôi đại diện cho Microsoft, ai muốn cản bước họ? Sau này, phần mềm của chúng tôi sẽ không bán cho người đó nữa. Dọa ai vậy? Công ty các người chỉ có hệ thống Windows thôi. Đúng, chúng tôi bán game, chả cần đến hệ thống của các người. Vậy còn chúng tôi? Đám sai vặt. Đừng có lên tướng, Bill này ngu mặn thật. Tìm toàn trợ lý lớn tuổi. Anh hiểu cái gì? Đây là hồng nhan họa thủy, chia là nữ hoàng con chip, cùng đao khách áo ra mà. Hai ông lớn về con chip, giá trị trăm tỷ. Sao họ lại tới đây? Hai người có lẽ là ông Hoàng, CEO của Đại Anh Vệ, và Lady To, CEO của Arm. Mr. Cao quá lời, cậu còn trẻ mà rất giỏi. Cậu Cao, lần này tôi và Bill đến là vì cậu. Ông Hoàng, Lady To. Trời ơi, đây là thủy tổ ngành game mà. Honda Kun, hệ thống máy tính của Mr. Bill đúng là không làm gì được ông, nhưng muốn làm game cũng cần chip đấy. Chúng tôi quyết định hoàn toàn cắt đứt mọi hợp tác với công ty địa ngục, không bao giờ cung cấp con chip nữa. Mình toi đời thật rồi. Mister, lần này cảm ơn ông. Mister, Cao, cậu là thành viên hội đồng của công ty, chúng ta là đối tác chiến lược. Lần này đến, ngoài việc giúp cậu giải quyết rắc rối, còn giới thiệu cho cậu một người bạn. Mister, Ross. Được, bạn của Mister, Bill cũng là bạn của tôi. Không biết nên xưng hô sao? Mr. Cao, tôi là Jobs, cứ gọi tôi như bình thường. Tỷ phú thật sự của thế giới, Steve Jobs, rất vui khi được biết anh. Sếp Cao, báo cáo tài chính tháng này. Trông cô thì tháng này kiếm được rất nhiều nhỉ? Không sao, còn nhiều hơn dự kiến. Không cần cho tôi xem, để tôi đoán, chắc là khoảng 2,7 tỷ. Anh tự xem đi thì hơn. Cao Khoa,
ban đầu tôi đã nói gì, cậu không chịu nghe, cứ đòi miễn phí. Tôi biết cậu không thiếu tiền, nhưng không cần phải điên như vậy chứ, chưa bao giờ thấy cậu như thế. Sao chị chắc chắn là tôi sẽ lỗ vậy? Dù gì tôi cũng là nữ CEO, trị giá hàng tỷ, chuyện này tôi đoán trước được rồi. Nếu tôi nói rằng, tháng này không chỉ không lỗ, mà còn lãi thì sao? Cậu còn đùa tôi à? Tự xem đi. Ba tỷ, tháng này kiếm được 3 tỷ. Nói rồi, sẽ kiếm tiền được. Mà chị không tin, tôi không hiểu nổi. Lý do vì sao? Có gì mà khó hiểu? Một con game miễn phí mà kiếm được nhiều vậy ư? Miễn phí thì chỉ là miễn phí tiền mua game, chứ đạo cụ đâu có miễn phí. Game khác đều phải mua game theo tháng. Chúng ta ban đầu nói là miễn phí, nên lượng người chơi cũng đông, gấp mấy chục lần game khác. Mà khi nhìn thấy trang bị và hiệu ứng đẹp mắt, sẽ biết con người đều thích so sánh. Giống như phụ nữ, nếu nhìn thấy có người mặc đẹp hơn mình thì sẽ muốn mặc đẹp hơn nữa để chặt đẹp họ, đúng không? Sếp Cao nắm bắt tâm lý này nên mới bán được đạo cụ thu phí tốt như vậy. Vì sao ban đầu cậu không nói với tôi? Chị gái à, chị đi nhanh như vậy, sao tôi kịp nói gì? Ông xã, tìm được manh manh rồi. Cái gì? Ở đâu? Bài đăng tìm người của anh. Có hiệu quả rồi. Có người nói đã thấy manh manh. Mister, Bill đã dùng hết quan hệ để tìm ra vị trí. Thật không? Đi. Manh manh, manh manh. Lạ thật. Rõ ràng Mister, Bill nói con bé đã về. Ông xã. Sao vậy? Trương Duệ Quốc bắt cóc manh manh rồi. Mẹ kiếp. Em chờ ở đây, anh đi tìm con. Em đi với anh. Không, hắn nói chỉ mình anh được đến. Nhưng kia là địa bàn của hắn. Anh đi như vậy quá nguy hiểm. Anh đã nợ manh manh quá nhiều. Anh phải đi. Nhưng mà không như gì cả. Ông xã, chú là bạn của bố cháu thật sao? Ừ, manh manh thông minh lắm. Chú đưa cháu đến đây là để tìm bố mà. Đừng lo, bố cháu sắp đến rồi. Trương Duệ Quốc thả manh manh ra. Đây là sếp Cao nổi danh gần đây mà. Manh manh, có gì thì cứ nhắm vào tôi, đừng hại con gái tôi. Giờ mới lo cho con gái à? Sao không đến sớm hơn? Nào, manh manh, chú hỏi. Cháu muốn về với bố không? Không. Manh manh, bố là bố con mà. Bố là kẻ xấu. Vì bố mà mẹ mới đuổi con đi. Bố xin lỗi. Bố trước kia ức hiếp con. Giờ bố không còn như vậy nữa. Cao Khoa, thấy chưa? Đây là vị trí của anh trong lòng con gái anh đó. Trương Duệ Quốc, rốt cuộc anh muốn gì? Muốn gì? Không thấy hả? Đứng im. Được. Đừng động vào đứa bé, tôi xin anh được chưa? Tôi có tiền, anh muốn gì cũng được. Cao San, chúng ta lại gặp mặt rồi. Tiền đối với tôi thì quá dễ rồi. Honda, tôi biết ngay là ông mà. Cao San, cậu quá xấu xa. Cũng vì cậu mà tôi mới bị đuổi đi. Bây giờ đám người đó ép tôi phải rạch bụng tự vẫn. Giờ cậu chuyển nhượng công ty lại cho tôi. Tôi mới có một con đường sống. Hiểu chưa? Cao Khoa, đừng nhìn nữa, ký mau. Nếu không, tôi không đảm bảo không cắt vào con anh đâu. Được. Ký thì ký, ký thì ký. Anh Trương, tôi ký xong rồi, thả manh manh ra đi. Thả. Không bao giờ có chuyện đó đâu. Honda, rốt cuộc ông muốn gì? Cao San, cậu còn nhớ
nơi này là do cậu lừa tôi mua không? Bây giờ cậu rạch bụng tự vẫn thay tôi. Ân oán của chúng ta coi như xong. Món nợ của kiếp trước xem ra phải trả bằng mạng sống rồi. Chồng ơi, anh đừng làm chuyện xếp cao, đừng mắc bẫy hắn. Nơi này nứt vỡ quá nhiều, giống như sắp sụp vậy, phải tìm cách cứu manh manh ra. Manh manh, con chó này dám cắn tao, ba ca. Mau, đi mau. Không cần nữa, đã cầm được cái này rồi. Liệu họ có bị đè chết không? Đây là làm việc bất nghĩa sẽ tự diệt. Không nói họ nữa, chúng ta làm gì tiếp theo đây? Tiếp theo à? Tiếp theo sẽ là quay về với bảo bối của bố rồi. Vậy còn em? Em là bảo bối lớn của anh. Thích một người giỏi như Cao Khoa. Sau này còn thích ai được nữa đây? Vì sao tôi không gặp anh ấy sớm hơn chứ? Thôi, xem ra chúng ta phải cống hiến cho cậu ấy cả đời rồi.